chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, thì ngày hôm nay em xin làm một cái video đánh giá về tình hình thị trường cũng như là đi qua về một số những cái mã cổ phiếu à, để giúp anh chị mình có thêm những góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn à, thì nếu anh chị nào xem video lần đầu thì chỉ có thể là bấm like video uh, subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký ở phía dưới phần mô tả video này à, em có để một cái phần thông tin à, nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong à, thị trường này cũng như là để tham gia à, vào cái room khách hàng của em thì chị có thể kết bạn với em à, để em hỗ trợ mình trong cái quá trình mà chị đầu tư hoặc là anh chị có thể điền à, cái đường link à, điền thông tin của mình và cái đường link ở phía trên này thì sau đó sẽ có bạn mình hỗ trợ anh chị mình à, để tham gia vào room khách hàng của em ha à, hoặc là chị có thể kết bạn với em à, để chúng ta cùng nhau trao đổi chia sẻ những cái vấn đề về thị trường à, thì đó là một số những cái thông tin à, mà em muốn chia sẻ tới anh chị. À, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích về thị trường ở trong phiên dịch ngày hôm nay. À, thì ngày hôm nay VN Index chúng ta đóng cửa mức là à, 1186,61 điểm tương đương với mức là lanh quanh tham chiếu thôi, là tăng nhẹ 0,04% thôi. Thì để bàn luận về câu chuyện ngày hôm nay thì có khá là nhiều cái điều để nói, đặc biệt là gì? À, từ những cái vấn đề là cung cầu thị trường lắp gáp trở lại cũng như là về cuối phiên. À, tại sao thị trường lại ngãn lệnh khá là sớm? À, ngãn lệnh khá là sớm khiến cho thanh khoản không thể tham gia vào thị trường khá là nhiều. À, đặc biệt là à, khi mà theo cận về cái vùng kháng cự 1 200 điểm này nếu mà thị trường cứ tiếp tục cái quá trình như thế cứ tiếp tục cái hệ thống như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua được cái vùng kháng cự mạnh như thế. À, tức là cái tố lực cầu hiện tại đã đã, đã bắt đầu dè chừng rồi như anh chị thấy ngày hôm nay. À, đầu phiên thị trường lập tức mở ra một cái gáp tăng rất là cao, một à, cái gáp tăng rất là cao. Và trong thực tế cái gáp tăng này mở ra đến từ cái động thái tích cực à do Dow Jones tối ngày hôm qua nó duy trì được sắc xanh lên tới 600 điểm cái việc Dow Jones cái Dow Jones tăng 600 điểm này á, là một trong những cái khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên à, họ bỏ chút bỏ được những cái lo lắng à, về cái vấn đề là à, thị trường chứng khoán thế giới nó sẽ bị điều chỉnh bởi cái yếu tố là về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở à, trong 10 năm đang ở cái mức cao nhất trong lịch sử à, cao nhất ở trong những năm gần đây à, thì đó là một trong những cái lý do khiến cho à, người ta e ngại rằng cái vấn đề lạm phát à, có thể xảy ra trong thời gian tới À, và chính phủ Mỹ có thể phải có những cái động thái làm gì, à, Fed phải có những cái động thái là tăng lãi suất lên để kiềm hãm lại cái lạm phát. À, tuy nhiên à, trong cái phiên ngày hôm qua thì à, cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm xuống, đó là động lực để khiến cho những nhà đầu tư à, họ an tâm hơn về thị trường này cũng như một phần họ đang trông chờ vào một gói kích thích kinh tế à, 1.900 tỷ đô bơm lên thị trường. Và khi gói kích thích này tung ra thị trường với cái lãi suất thấp như hiện tại thì dòng tiền à, chắc chắn sẽ tập trung vào à, vào những cái kênh đầu tư sinh lợi à, tốt như là chứng khoán. À, thì có thể nói là cái việc mở gáp tăng đầu phiên nhưng à, tuy nhiên mở gáp tăng thì cái điểm cao nhất thị trường chạm lại là vùng giá 1196 và cái lực cầu ngay lập tức đã không thể nào hấp thụ hết cái phiên đó tức là cái lực cung ở ngay cái phiên này khi mà anh chị mở gáp ra vào phiên ATO Bởi vì bản chất ATO đó, anh chị hình dung cho em nè thông thường để đánh giá một cái quá trình tăng của cổ phiếu đó, mà anh chị muốn biết đó, là cổ phiếu nó có khỏe không chúng ta đánh giá qua cái quá trình là volume ở volume tức là đối với em cái việc mà một cổ phiếu mà được kéo vào đầu phiên ATO hoặc là kéo vào phiên ATC tức là trong những cái phiên mà thanh khoản thấp á thì thông thường những cái mục đích kéo đó là à, là do những cái đội lãi tạo lập họ đang thực hiện một cái mục đích gì đó và thông thường nó sẽ không bền thường là nó sẽ không bền vì bản chất những cái phiên mà, những cái giai đoạn đầu phiên á hay là cuối phiên á thanh khoản thị trường thường khá là thấp à mà nếu mà những cổ phiếu đó được kéo ở trong những cái giai đoạn tầm giữa phiên với khối lượng đột biến tăng nhanh thì cái đó thường cái quá trình đi lên cổ phiếu nó sẽ bền hơn và trong cái việc mà thị trường đầu phiên ngày hôm nay nhiều cổ phiếu mở gap up à, với khối lượng thấp không thể duy trì được cái mức tăng đó thì ngay lập tức một cái lực bán xuống lại xảy ra. Cái lực bán này đến từ những chị nhà đầu tư giai đoạn trước đó thứ nhất là những chị nhà đầu tư mà khi cổ phiếu của anh chị về vùng hòa vốn anh chị bán ra mình nói rồi. À, những chị nhà đầu tư lo ngại về cái vùng kháng cự 1.200 điểm này. À, bây giờ anh chị bị ám ảnh anh thì bị ám ảnh về tâm lý là trước đó đây nè khi mà rất là nhiều những anh chị nhà đầu tư chúng ta bị kẹp hàng bởi những cái phiên rơi sâu và nhanh thế này À, mà đối với em hiện tại thì cái vùng 1.200 điểm này khá là khác so với giai đoạn này Bởi Vì vậy chắc anh chị hình dung á, là cái vùng 1.200 điểm đầu tiên này nè, là nó kéo dài từ thời điểm thị trường tăng à, Thậm chí là từ vùng 900 lên vùng 1200 200 điểm trước khi nó có cái nhịp điều chỉnh sâu như thế à, Thì cái quá trình tăng dài thế này sẽ khiến cho đa phần tất cả những chị nhà đầu tư đang có lại Và khi ai có lại như thế thì cái quá trình anh chị chốt lại ra là rất là dễ dàng à, Và với cái việc mà xảy ra điều chỉnh mạnh như thế thì bắt đầu có cái lực bán và đây là bán tháo À, bán tháo cổ phiếu ra bây giờ anh chị đã có lãi mà anh chị quyết định bán rất là dễ dàng và khi đó tạo ra một cái đà à, tạo ra một cái đà bán và ai cũng bán và ngày hôm đó thêm một cái yếu tố nữa là đến từ à, đến từ cái sàn hose tức là cái cái chỉ số vn index nó thể hiện không đúng thì khi mà chỉ số thì không đúng như thế thì rất là nhiều anh chị mình hoang mang và anh chị bán cái lệnh mb khiến thị trường rơi nhanh như vậy ở trong cái phiên ngạm đó hầu như là rất là nhiều cổ phiếu đó, giảm sang hàng loạt thì anh chị mới thấy được là tâm lý nhà đầu tư đang sợ một cái điều đó lại xảy ra một lần nữa và cá nhà đánh giá cái kịch bản mà để xảy ra là một phiên giảm điểm sâu như thế này nữa thì rất là khó để xảy ra bởi vì bản chất á thứ nhất là ở đây là rất là nhiều chị gọi nhà đầu tư đang hưng phấn à, đang hưng phấn và cũng như là trong cái quá trình mà hầu như đều có lại tốt sau một quá trình tăng dài còn cái giai đoạn ở đây khi mà tiệm cận lại vùng 1.200 điểm chúng ta có những yếu tố nào để hỗ trợ thứ nhất là chúng ta có một cái nền giá ngắn ở phía dưới này ở đây là một cái nền giá tuy là không phải quá dài được hình thành trong khoảng tầm một tuần thôi à, một tuần hơn thì chị thấy được là liên tục ở đây nó xuất hiện những cái phiên à, gọi là những cái phiên rút chân tức là những cái phiên mà có thể động thái là đầu phiên giảm, à, nhưng mà cuối phiên được kéo tăng trở lại, à, cuối phiên kéo tăng trở lại, thì đó là một trong những cái động thái cho thấy là hấp thụ là cái lực cung từ phía như anh chị nhà đầu tư cá nhân tốt, à, bởi vì đây là vùng kháng cự mà vùng kháng cự 1175 là một nghìn một trăm bảy vùng kháng cự cũng khá là mạnh và nhiều anh chị thì khi lên tới đây thì có anh chị cũng đã bán ra rồi, à, thì với những cái phiên thế này với những cái động thái thế này sẽ là một trong những cái động lực khiến cho à, thị trường nó có một cái vùng hỗ trợ nền ở dưới à, nó khác so với giai đoạn bên đây, bên này thì không có hỗ trợ phía dưới. À, thì ở đây nó có một cái nền hỗ trợ phía dưới à, cái thứ nhất và cái thứ hai để xét về cái dư lượng mà chin ở trên thị trường hiện tại thì cá nhân đánh giá thì nó cũng ít hơn so với giai đoạn ở đây ở à, cái lần đỉnh đầu tiên vậy là đỉnh đầu tiên này nó kéo dài rất là lâu và nhiều anh chị mình cũng còn cầm hàng rất là nhiều sau cái quá trình mà nó tăng tốt thì với cái dư lượng mà chin như thế thì nó dẫn đến một cái điều là gì à thị trường nó không còn động lực đi lên nữa à không còn động lực đi lên nữa à, và em cũng nói với anh chị trong một cái video gần nhất em có phân tích về cái vấn đề là thị trường nó liệu có vượt được 1.200 điểm ngay là tức hay không à, Và chúng ta nói rất là nhiều rồi À, và em cũng nói với chị là thực ra thị trường hiện tại nó thiếu cái động lực, à, thiếu cái động lực à, về cả cái dư địa tăng à, thì rõ ràng thị trường nó vào còn rất là nhiều xét về yếu tố vĩ mô, à, xét về những cái động lực tăng giá trong năm nay, cho nên nói qua là gì? À, về cả những yếu tố lãi suất thấp, về cả những yếu tố liên quan tới việc nâng hàng thị trường, về cả những yếu tố rất là nhiều những cái, à, cái quốc gia trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi covid nhưng Việt Nam lại là một trong những quốc gia chúng ta làm tốt đi rõ và năm nay chúng ta kỳ vọng tăng trưởng dương, à, tăng trưởng dương và là một trong những quốc gia có sự tăng trưởng tốt ở trên thế giới này. À, thì đó là một trong những cái khiến cho năm 2021 là một năm mà cái thị trường chứng khoán đang được kỳ vọng rất nhiều à, tuy nhiên kỳ vọng ở đây đến từ nhiều à, từ nhiều phía từ phía nhà đầu tư cá nhân có từ phía các tổ chức cũng có à, từ phía các à, các nhà đầu tư nước ngoài cũng có tuy nhiên chị phải quan tâm cho em một cái điều à, là nó cần một cái động lực ngắn hạn để thúc đẩy thị trường đi lên à, thị trường đi lên và cái động lực đó ngày hôm trước em có nói với anh chị là có thể là cái mùa báo cáo tài chính quý 1 sắp tới có thể là một cái thông tin nào đó liên quan tới việc là chúng ta sẽ kích thích chúng ta sẽ nới lỏng tiền tệ chúng ta sẽ đưa ra những chính sách nào đó phù hợp hơn để phát triển thị trường thậm chí là một cái thông tin liên quan tới việc là hệ thống được sửa lại thôi những cái yếu tố ngắn hạn đó là một trong những cái động lực thúc đẩy nhà đầu tư họ tự tin họ an tâm họ tham gia vào thị trường hơn còn rõ ràng với cái hệ thống như vậy, hiện tại thì rất là nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta rất là bất bất mãn. À, và cá nhân em thì chỉ à, tới được một giờ chiều thôi và khi đó những cái phiên mà thị trường giảm thì lại không thấy à, nó ngãn lệnh à, những phiên thị trường tăng thì mới 500 triệu đơn vị cổ phiếu ta lại ngãn lệnh à, thì thật ra nó có rất là nhiều những cách giải thích và rõ ràng chúng ta cũng không thể biết được ở bên trong nội bộ thế nào à, nhưng mà cá nhân đánh giá thì đây là một trong những cái thiếu sót và cũng như là một trong những cái mà khiến cho thị trường nó sẽ khó à, để có thể vượt một hai trăm điểm một cách nhanh chóng hơn à, mà nhìn chung đối với em thì à, ngày hôm qua em nói rồi à, tại sao mình lại thấy là thị trường nó có dấu hiệu là vượt đỉnh à, dấu hiệu vượt đỉnh là đến từ đâu À, thì trong thực tế ở trên một thị trường uptrend, một thị trường mà à, nó có xu hướng phá đỉnh á thì anh chị nhìn là cho em là các cổ phiếu ở trong cái à, thị trường đó. Đặc biệt là những cổ phiếu may tính dẫn dắt thị trường. Ngày hôm qua chúng ta nói về việc là rất là nhiều cổ phiếu mà nó có vốn hóa lớn mà nó may tính dẫn dắt nó mạnh là thị trường và nó là vượt đỉnh cũ rồi. À, chúng ta nói lớn là có gì? FPT à, thì đã vượt rất là nhanh và đầu tiên. À, VB cũng đã vượt rất nhanh và hiện tại đang trong cái quá trình tích lên trở lại và à, test cung lại trở lại, test lại cái À, lắp lại gáp trước đó và test lại cái lực cung ở vùng đỉnh cũ ra chị không sau đó bật lên trở lại đây à, hay là Techcom cơm à, cũng đã vượt đỉnh rồi hiện tại cũng đang giữ giá rất là tốt ngày hôm nay giữ giá với khối lượng thấp nè hay là thậm chí một số những cổ phiếu khác đây là ngân hàng ha ngân hàng ngày hôm nay có tb làm rất là tốt tb đã vượt đỉnh cũ à, chị thông với khối lượng cao ngày hôm nay 17 triệu cổ phiếu tb thì cho thấy được là một cái lực cầu tham gia rất là mạnh liệt à, phiên ngày hôm nay được xem là một phiên bucket vote là một phiên mở điểm bu à, khá là an toàn so à, khi mà nó bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ của nó cũng như đi kèm với khối lượng cao xác nhận cái dòng tiền tham gia à, đây là dòng tiền của tổ chức thôi anh chị hình dung à, với 17 triệu cổ phiếu này không thể nào là một dòng tiền từ phía nhà tư cá nhân được đây là những dòng tiền bitcoin à, bitcoin lập họ tham gia vào cổ phiếu này và họ có những động thái họ thúc đẩy giá cổ phiếu lên thì sau những cái phiên này thì họ là gì à, họ làm họ tạo ra những cái dấu hiệu kỹ thuật thế này nè bản chất đó, khi mà anh chị đã gom xong hàng rồi á, Big Boy tạo lập khi mà họ gom xong hàng rồi đó, thì họ sẽ tạo ra những tín hiệu kỹ thuật dạng thế này để làm gì để nhà tư cá nhân tham gia vào đẩy giá cổ phiếu họ lên một cách dễ dàng hơn ở thì khi đó họ có thể âm, làm, âm thầm họ chốt lại ở phía trên ở những cái vùng giá phía cao và đó là cái vùng mà chúng ta gọi là là cái vùng phân phối nhưng mà đối với em cái việc mà xác nhận bước phá với khối lượng cao sau này là điều khá là đáng tin cậy ở đây với tb hay là nhiều cổ phiếu khác như là lb cũng đã vượt đỉnh cũ tức là rất nhiều cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh rồi à, bên cạnh đó còn một số những cổ phiếu khác như là à, nhóm bán lẻ như bất động sản hiện tại cũng đang có dấu hiệu là tiệm cận đỉnh cũ và tích lũy trở lại và khi mà chị thấy được là rất là nhiều những cổ phiếu ở trong thị trường nó vận động tốt nó bắt đầu có những tín hiệu bất định rồi thì khả năng thị trường bất định là có À, là có xảy ra nó khác so với giai đoạn trước đó đây nhiều cổ phiếu giai đoạn đó nó còn chưa thể vượt đỉnh cũ của nó và thậm chí là khi mà chạm vùng kháng cự nó là bị à, bị điều chỉnh trở lại rồi thì giai đoạn này là trong cái quá trình đi sideway quay thôi à, sao quay tầm một tuần thôi thì nhiều cổ phiếu đã có cái động thái vượt đỉnh rồi thì đó là cái tín hiệu tích cực à, của thị trường hiện tại phiên ngày hôm nay thị trường đóng cửa là à, với một cây nến gọi là đóng cửa gần như là thấp nhất ngày à, tức là bị đè bị đè nén xuống anh chị thấy một cái đuôi nến phía trên à có cái đường đến phía trên kèm khối lượng thấp thì nói chung là phiên ngày hôm nay là một phiên khá là đạt tức là xét về ở đây là có sự giằng co cung cầu giằng à, co cung cầu lực cung à, khi mà thị trường mở gáp ra ngay lập tức cáp lực chốt lời đến từ cái vùng cung 1.200 đã xảy ra khiến cho thị trường ta điều chỉnh giảm về vùng giá là 1181 tuy nhiên lực cầu à, lực cầu tại cái đường trên line ở đây chúng ta nói một cái vùng định ở trước đó với cái định hiện tại thì chúng ta có cái đường trên line chị thế à, để em nói cho anh chị dễ nhìn ở đây anh chị nhìn thấy cái đường trên line không thì với cái đường trên line này đây cũng là một trong những cái vùng hỗ trợ hiện tại của vn index à, tức là gì sau khi mà nó bứt phá khỏi được cái kênh giảm tức là cái kênh điều chỉnh trước đó bởi một cái nến tăng vào hơn ngày 1 tháng 3 thì phiên ngày hôm nay là một phiên đánh test lại mà em thường gọi là phiên bắt test và đối với em thì em đang thiên về kịch bản bắt test nhiều hơn là một cái quá trình điều chỉnh quá sâu à, tuy nhiên để vượt một nghìn hai điểm thì chắc chắn là một câu chuyện ở phía trước tức là nó cần có hội tụ rất là nhiều yếu tố yếu tố đến từ tâm lý nhà đầu tư tức là có thể là Dow Jones phải rất xanh yếu tố đến từ đâu đến từ đội đáy phái sinh tạo lập phái sinh họ phải làm sao họ gom đủ cái lượng sót họ gom đủ cái lượng lon để đẩy giá thị trường lên thì họ mới có thể cho thị trường vô nghìn hai nếu bây giờ phái sinh anh chị thấy là nó còn chăm sót thì làm sao mà thị trường vô nghìn hai điểm được vậy chắc đến rất là nhiều những yếu tố và quan trọng nhất là anh chị nhìn cho em những cổ phiếu mang tính điều tiết thị trường à, như là vietcombank như là viết à, như là vinhome rõ ràng những cổ phiếu này là những cổ phiếu cần có cái động thái bứt phá đi lên thì thị trường mới có thể vượt được cái đỉnh cũ trước đó của nó Vinhome hiện tại đang tạo một cái mẫu hình là mẫu hình cốc tay cầm à, cốc tay cầm và đang trong cái quá trình hình thành cái tay cầm ở phía sau của nó nếu mà nó bước phá được cái vùng kháng cự một kênh một trăm thì thực tế đây là một trong những cái điểm mua cũng như là một trong những tín hiệu cho thấy thị trường có thể vượt đỉnh và nếu như thế nếu vượt được một 4 thì Vinhome chính là cổ phiếu dẫn dắt thị trường vượt đỉnh luôn à, chị hình dung cho em và nó sẽ là một cái quá trình tăng giá phía sau chị thấy khối lượng ở phía dưới này ngay là tức Vinhome có cái lực cầu đỡ lại đỡ lại vào cái phiên ngày 29 tháng 1 khi mà thị trường rơi sau à, đã, đã rất là nhanh với khối lượng cao và trong thực tế là những cái quá trình đi lên hình thành lại những cái vùng tay cầm thì hiện tại cái khối lượng ở tay cầm cũng đang rất là thấp à, một trong những cái tiêu chí cho thấy được là gì cái lực cung của Vinhome hiện tại đó ít rất ít và hầu như những cái anh chị nhào tôi cá nhân đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi à, đã bị loại bỏ rất là nhiều rồi thì nếu mà à, cái quá trình ở phía sau này Vinhome vận động tốt thì đó là một trong những cái động lực khiến cho thị trường vượt được một nghìn điểm anh chị hình dung cho em à, và hiện tại Vinhome vẫn là một trong những doanh nghiệp bất động sản đánh giá là hàng đầu đầu tuy nhiên nó mang tính chất điều tiết thị trường nên cái quá trình tăng giá nó sẽ khó hơn thôi anh chị thấy là hiện tại cái đường màu xanh vẫn nằm trên cái đường màu cam tức là là Vinhome vẫn đang mạnh ở thị trường ở đây là một cổ phiếu mà em đánh giá rất là cao hay là viết thôi viết hiện tại chị thấy liên tục tạo những cái nó rút chân thế này bản chất những cổ phiếu dạng thế này nó tạo nó rút chân tăng giảm đang xe trong phiên để làm gì à, để tạo ra những cái cái nhịp tăng giảm điểm của thị trường lên xuống thị trường để phát sinh họ họ ăn họ làm giá anh ăn trên lệnh hai đầu anh ăn trên lệnh hai đầu từ phát sinh à, nhìn chung là tạo lập Việt Nam thì rõ ràng là họ sẽ không đơn thuần à không đơn thuần là họ đánh như thế này họ không mất công để họ đánh tại sao họ lại điều tiết như cổ phiếu này làm để làm gì họ không mất công là tại sao họ lại mua bán tạo thanh khoản tạo tạo những cái tiền đề về giá của cổ phiếu này để làm gì để họ ăn trên lệch họ có thể kiếm lợi nhuận từ phát sinh còn về phía cơ sở thì họ cũng có những cái cách đánh của họ ví dụ như bây giờ em nói với chị bây giờ em muốn sót phát sinh đi em đang cầm một cái lượng cơ số hàng cơ sở mà bây giờ em bán hàng cơ sở ra em ví dụ tại vùng kháng cự một nghìn hai điểm đây chúng ta đặt ra một câu hỏi nè ở vùng này nhà đầu tư sẽ muốn bán không muốn mua Chúng ta có một câu hỏi là vùng kháng cự vô kinh 200 điểm thì nhà đầu tư muốn bán hay muốn mua? Đa phần những chị bây giờ rất là khó mua, hầu như rất là khó chọn đi mua. Thứ nhất là cổ phiếu đã tăng quá mạnh rồi, cổ phiếu đã tăng rồi. Cái thứ hai nữa là hiện tại đang chạm về kháng cự thời đại của nó. Thì nếu bây giờ mua ở đây thì rủi ro rất là cao, rủi ro rất là cao, thì nhà đầu tư hầu như sẽ không dám mua. Nhưng mà nhà đầu tư xì rất là dễ bán ra nếu có rung lắc, rất là dễ bán ra nếu có rung lắc. Mà trong thực tế nếu có rung lắc ở đây thì hoàn toàn tạo lập họ có thể mua lại cái lượng hàng giá rẻ với cái à, với cái lực bán đến từ phía nhà anh chị nhờ tôi cá nhân. Bây giờ ví dụ em chỉ cần giảm một tí thôi là anh chị nhờ tôi cá nhân lại họ lại chính như anh chị là những người kích hoạt được bán cho nhau thôi. À, chị yeah, giảm đạt nó mà bán tạo ra cái hiệu ứng domino khiến cho hầu như là gì thị trường rơi không phanh, không có một cái lực cầu đỡ. Thì khi đó em lại kê hàng phía dưới em lại kê cái lượng lệnh bị động phía dưới bây giờ ví dụ như một việc cấm bán đi. Đem 106.000 bây giờ chị bán tháo bán độ xuống bây giờ em kê giá trăm nghìn À, khi mà anh chị bán xuống thì bắt đầu nó khớp hết lượng hàng của em thì bắt đầu đẩy lên lại à, rõ ràng à, họ ta lập họ luôn luôn có cái chủ đích trên thị trường này nên ở giai đoạn hiện tại cá nhân em đánh giá đây là một cái dịp máy test cần thiết à, để kiểm tra xem là thứ nhất là kiểm tra về lực cung à, tức là xem là cái lượng bán còn nhiều hay không và cái thứ hai nữa là gì à, xem xem là gì những cái cổ phiếu à, điều tiết ấy, nó vận động thế nào để mình cùng theo dõi và đặc biệt là ở phái sinh à, nếu mà phái sinh có cái động thái gom lon trở lại thì à, đó sẽ là tín hiệu tích cực À, đối với thị trường giai đoạn hiện tại và đối với em em đang quan sát phát sinh cũng khá là nhiều. Để làm gì? Thật ra em không đánh phát sinh đâu. Em quan sát phát sinh để em biết được là hiện tại bên đó cái động thái thế nào và chúng ta cần hành động thế nào để phù hợp để kịp thời với thị trường này. Và đó chúng ta đã có vị thế tốt rồi, chúng ta tham gia thị trường từ những vùng phía dưới này. Từ những giai đoạn ở đây thì hiện tại vị thế chúng ta rất là tốt, nhiều cổ phiếu tăng 20 30% rồi. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta hoàn toàn có thể an tâm để quan sát thị trường. Tức là vị thế cổ phiếu tốt thì mình không lo cái vấn đề là à, ví dụ bây giờ có một cái sự điều chỉnh xảy ra đi. À, bây giờ nếu mà cái đường MA 10 phía dưới này là cái đường hỗ trợ trước đó mà đã kiểm định thành công á là vào cái phiên ngày hôm 26 tháng 2 anh chị thấy không rút nến rút chân về đúng cái MA 10 rút chân lại này, anh chị thấy không? đây là cái đường kiểm định MA 10 ngày hôm trước em có nói thì khi mà về lại đây mà rút chân lên lại thì à, thì là mình tham gia tiếp thôi mình vẫn nắm giữ cổ phiếu nhưng mà là khi nào thủng cái đường MA 10 thì mình có thể cân nhắc một chút lời và chết là một phần mình lại chờ mình lại quan sát thị trường thế nào quan trọng nhất là cổ phiếu anh chị nắm giữ và anh chị phải nắm giữ cho em những cổ phiếu mạnh nhất à, nếu như cổ phiếu anh chị mạnh thì khi thị trường chỉnh thì cổ phiếu anh chị hầu như không bị ảnh hưởng quá nhiều À, tức là nó sẽ có cái lực cầu đỡ đến từ phía đội lái phía sau ở phía sau cổ phiếu thôi nhưng mà nếu chị nắm những cổ phiếu mà hầu như gì anh chị thấy đi bây giờ có rất nhiều cổ phiếu mà sau cái quá trình thị trường hồi phục lại đây nè nhiều cổ phiếu vẫn đeo ở vùng đáy của nó vẫn chưa lên nổi tại sao là như thế tại sao là có những cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi, rồi rõ ràng có những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thật sự là như thế và những cổ phiếu mạnh đó chính là những cổ phiếu sẽ tăng mạnh nhất khi thị trường vượt đỉnh bởi vì nó không còn kháng cự phía trên nữa thậm chí là nó cho thấy được là nó thể hiện sức mạnh rất là tốt rồi và nếu mà những cổ phiếu là có những nền tảng cơ bản tốt là mình hoàn toàn có thể nắm và à, mình follow trend à, mình follow trend à, nên chị lưu ý cho em đối với VNDAX thì hiện tại và những cái đặc điểm mà chị cần lưu ý ở vùng này chúng ta nhìn một tí về lại về cái thời điểm mà thị trường nó vượt lại kháng cự 900 điểm và thật ra thì có một cái một cái câu nói mà em rất là thích tức là ở những cái thời điểm mà giống nhau ở những thời điểm giống nhau thì thông thường thị trường nó sẽ có những phản ứng giống nhau những phản ứng khá là giống nhau chị thấy là sau một cái quá trình điều chỉnh dài ở phía dưới này À, sau quá trình điều chỉnh dài phía dưới này thì trường tạo đẩy đi lên thì cái quá trình đi lên này nó cũng bắt đầu tiệm cận về lại cái vùng kháng cự mà trước đó nó chưa vượt qua được là vùng kháng cự 900 điểm thì trong thực tế khi lại chạm vùng kháng cự 900 điểm này ngay lập tức nó lại tạo ra một cái hiệu ứng à, tạo ra một cái hiệu ứng là gì à, là thị trường lại một lần nữa không vượt lên trên được cái vùng này và à, anh chị thấy không cái giá nó luôn neo trên cái đường MA10 ở đây à, và sau đó mới đi lên à, sau đó mới đi lên thì em nói anh chị là gì à, đây là cái quá trình vận động mà tâm lý chung của nhà tư thôi bởi vì cái việc mà nó rơi một phiên một phần trăm thế này thì hầu như anh chị phải bán ra rồi nhiều anh chị ở đây chắc chắn sẽ bán ra và khi đó em chính là tạo lập thì em lại kê mua gom cái lượng hàng giá rẻ và em lại tiếp tục tạo một cái nền giá phía dưới này một cái nền ngắn thôi thì sau khi em tạo cái nền ngắn này xong thì quá trình mà em đẩy lên phía sau rất là nhẹ nhàng bởi vì hiện tại không còn lực cung từ anh chị nữa nó chỉ mất hàng rồi à, anh chị đang chờ vượt hàng một nghìn hai để mình tham gia anh chờ vượt 900 để mình tham gia thì khi mà nó vượt rồi thì hầu như là những cổ phiếu đi xa rồi thì bây giờ em em chỉ chờ anh chị vào mua để giá em đẩy giá lên giùm em À, đó là động thái thì phía ta lập tâm lý tạo lập là như thế và họ lợi dụng tâm lý họ lợi dụng cái à, những cái đặc điểm của nhà tư cá nhân ví dụ như là lòng tham à, sự lo sợ sự sợ hãi để họ tạo ra những câu chuyện để họ tạo ra những cái cái biểu đồ giá để họ có thể là gì à, ăn trên lợn à, nên chị lưu ý cho em đó là lý do vì sao mà trong các cái video em đánh giá rất là kỹ về thị trường bởi vì ba phần tư cổ phiếu vận động thì thì chung và đánh giá kỹ về yếu tố tâm lý tại sao lại chúng ta nói về tâm lý nhiều bởi vì vậy chắc là, là một trong những cái mà ở thị trường việt nam em đánh giá rất là cao đó chính là tạo lập việt nam mà họ sử dụng tâm lý mà hầu như ở các quốc gia trên thế giới thì người ta ứng dụng khá là nhiều yếu tố phân tích kỹ thuật và yếu tố phân tích cơ bản và phân à, và mình đầu tư một doanh nghiệp nhưng mà ở việt nam thì cái kinh nghiệm của em đầu tư mà khi mẹ mà phân tích về yếu tố tâm lý á, thì mình cũng đã, đã trải qua khá là nhiều và hầu như là đã mang lại kết quả rất là tốt đó lý do vì sao mà em chỉ thấy được là em luôn em luôn đề cập tới tạo lập em luôn đề cập tới những yếu tố mà chúng ta cần cần nhắc cần theo dõi ở cái vùng này à, phát sinh từ ngày hôm nay giữ yếu tố xa quay thôi ngày hôm nay hầu như xa quay xa quay rất là lâu à, khối lượng hầu như giai đoạn hiện tại khối lượng phát sinh đều đến từ cái lực bán uh, lực mua bán ảo thôi chị thấy được là do tạo lập là họ làm ra họ tạo, họ tạo điều kiện thôi. họ tạo ra cái họ tạo ra những cái thanh khoản không mua bán họ, họ lon sót với nhau thôi và chị thấy cái bước giá nó cũng cách nhau rất là dài cách nhau rất là xa à, nên chị lưu ý cho em á rồi đó là về thị trường giai đoạn hiện tại rồi mình cùng nói một tí về các cái mã cổ phiếu à, các cái mã cổ phiếu thì chung đối với em thì à, tuần nào cũng như là ngày này em cũng làm video và em nói về các cái nhóm ngành rồi hầu như là như thế rồi và cá nhân em đánh giá cái việc mà chúng ta bóc tách đi sau vào các cái nhóm ngành chính là một trong những cái cách để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái thị trường à, bởi vì khi mà chị hiểu được là dòng tiền ở nhóm này thế nào vận động thế nào hiện tại dòng tiền đang chạy ở blue hay là chạy ở mid cap thì khi đó chị sẽ biết được là mình nên làm gì đối với những cổ phiếu mình nắm giữ À, không phải tự nhiên khi không mà lúc này em cũng à, không phải lúc này tại sao em lại không khuyến à, khuyến nghị cổ phiếu anh chị cứ mua ngày hôm nay mua cổ phiếu nào mua cổ phiếu nào ở trên youtube ra trước đó em có làm hầu như là trước đó ngày nào em cũng ngồi em lọc cổ phiếu và sau đó em em phân tích ở trên video ở trên các cái video youtube nhưng mà em cảm nhận được một cái điều là gì là hầu như khi mà chị xem video thì anh chị chị muốn xem là muốn mua mã nào thôi mã nào thôi thực tế đối với em cái việc mua mã nào là không quá quan trọng mà cái việc là anh chị có hiểu tại sao chị mua cổ phiếu đó hay không À, và anh chị có tự làm được điều đó hay không hay là anh chị lúc nào cũng phải chờ xem một cái video và à, siêu cổ này siêu cổ kia rồi chị mua vào và khi đó thì nếu mà lời thì em không nói đi nếu mà lỗ thì lại không biết nói với ai à, không biết nói với ai rõ ràng như thế và chúng ta cần nên thực sự có trách nhiệm với đồng tiền của mình và chúng ta nên tìm hiểu về nó qua rượu phép có nói và một trong những cái ý mà em rất là thích từ ông đó chính là gì à, thường là những việc gì mà mình không nắm rõ thì mình không nên làm à, không nắm rõ thì không nên làm à, Nếu anh là chị hỏi em cái vấn đề đó mà em không biết thì cũng nói là em không biết thôi nhưng mà nếu mà em không biết theo có thể tìm hiểu nhưng mà quan trọng là phải biết phải tìm hiểu thì mình mới nên làm à, thì cái đó cái đồng tiền mình nó, nó sẽ dễ làm hơn mình sẽ hiểu rõ là à, mình đang làm gì rồi tại sao mình mua cổ phiếu này và mình mua nó thì mình nên hành động thế nào bây giờ thị trường tăng nào mình có gia tăng hay không thị trường rơi là mình có bán hay không nhưng bây giờ thị trường rơi gọi anh chị lại nhắn tin họ là em có bán hay chưa bán hay chưa thì nó lại mất một thời gian mà chúng ta lại không quyết định được Và khi bây giờ ví dụ em có kêu bán đi mà anh chị cũng không dám bán à, đem lỗ bán gì à, anh chị không À, đó là một trong những cái mà em muốn nói với chị thực tế là chúng ta nên thật sự dành thời gian cho nó à, nếu chị đã không có thời gian thì ít nhất chúng ta cũng nên biết được à, biết được những cái cách những cái phương pháp cơ bản cũng như là những cái à, những cái mẹo để chúng ta tránh được những cái bẫy của thị trường đặc biệt là em ví dụ như nếu chị đã xem video của em đi à, chúng ta tránh được những cổ phiếu bao cung những cổ phiếu bao cung làm giá là những cổ phiếu mà thực sự là em muốn nói với anh chị là gì à, là mình tham gia cái lợi nhuận của chị rất cao nhiều cổ phiếu anh chị tham gia lợi nhuận một trăm hai trăm bình thường em ví dụ rót đi đó là một cổ phiếu mà nhiều chị nói rồi nhưng mà em nói lại với chị ở đây nên ví dụ cổ phiếu dạng thế này. À, cái quá trình mà nó đi lên á ở đây. Ở giai đoạn trước đó thì mình nói đi, cái quá trình đi lên từ giá 90 lên 100 mấy em không nói. À, nhưng mà cái quá trình rơi á thông thường những cổ phiếu này anh chị thấy nè, đây là những cổ phiếu bô cung này anh chị thấy. Đây. Với những cổ phiếu này khi mà nó rơi á anh chị thấy là không có thanh khoản, tức là sao? Tức là anh chị không bán được luôn. Đầu phiên nó sang rồi, đầu phiên nó sang rồi thì anh chị lại không bán được. À, thì khi đó anh chị lại hỏi là tại sao à, mình lại tham gia cổ phiếu này À tức là chị nói với em là trước đó chị thấy là giá nó 100 nè, à giá 80 nè, bây giờ giá có 10 thôi, giá có 3 thôi, tại sao mình không tham gia? À, bây giờ nó chỉ cần tăng lại 5 7 80 thôi mình lời 100, 100 200 300 rồi bây giờ giá 3 lên giá 6 quá rẻ, quá dễ lên. À nhưng mà chị lại không tự đặt một câu hỏi là tại sao nó lại không làm điều đó đi? Tại sao giá lại rơi từ 200 về 3 được? Tại sao? À, chắc chắn là phải có một câu chuyện gì đó và trên thị trường tài chính này lúc nào như thế thôi. Thị trường này chị phải hình dung này Tại sao là có một câu nói là 90% nhà đầu tư đều thủ lộ thời ra em nghĩ thì câu này nó hơi thái quá một tí Nhưng mà nó có cơ sở Bởi Vì chúng ta đang đấu với ai à, Chị thấy đi rõ ràng Hệ thống ngãn mạch Tạo lập thị trường Chúng ta đấu với ai Chúng ta đấu với những người có vốn rất lớn Họ là những người có khả năng điều tiết thị trường Họ là những người có nắm một cái lượng hàng cơ sở cực kỳ lớn Họ có thể thao túng thị trường bằng phát sinh Họ làm rất là nhiều thứ Và họ để tìm kiếm lợi nhuận cho chính mình Họ à, cân bằng thị trường Chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân Cái chúng ta cần làm gì là đi theo họ đi theo những người là những nhà đầu tư tổ chức những nhà đầu tư lớn và sẽ có đúng có sai thôi chắc chắn là như thế à, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải biết được là chúng ta không nên chống lại họ và họ tham gia thị trường mà nếu mà họ đã có cái quyền lực như thế thì cái phần trăm họ chiến thắng đối với em nha thực tế nếu mà chúng ta đã nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu thực tế về thị trường phát sinh thì họ chắc chắn sẽ thắng tức là họ không thể thua được khi mà họ nắm một lượng hàng cơ sở như thế và nếu mà họ không thể thua thì ai sẽ là người thua ai sẽ là người thua và làm sao để mình không nên thua mình sẽ không thua chị phải dù nên cái gì cũng có lý do của nó và đó là lý do vì sao mà à, nhiều anh chị mới tham gia giai đoạn này uptrend em nói thì sẽ có nhiều cái câu chuyện rất là màu hồng à, chị mua cổ phiếu tăng trăm trăm hai trăm có điều đó là dễ dàng trong một giai đoạn uptrend à, nhưng mà sẽ có nhiều anh chị khác chúng ta hỏi về những anh chị đầu tư chứng khoán lâu năm nó có kinh nghiệm thì như chị đã nói với chúng ta là gì à, chứng khoán rủi ro lắm à, chứng khoán thì phải nên tìm hiểu thật là kỹ tại sao lại như thế bây giờ chị đã từng trải qua nhiều thứ rồi nên nói với anh chị cái gì nên biết giai đoạn này uptrend thì em không nói rồi nhưng mà bây giờ vào đây trên thì sao ờ, rồi điều chỉnh sao quay thế nào làm giải quyết thế nào hay là càng giảm càng mua trung bình giá xuống là khi đó lại không biết khi nào nó hòa vốn ờ. rồi mình nắm giữ cho đã rồi hòa vốn rồi mình lại bán ra à. rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là tâm lý thôi nhìn chung mà đối đối với những nhà tư cá nhân thì cái rào cản lớn nhất là tâm, là tâm lý là tâm lý anh chị dùng cho à, đó là một số những cái mẹ muốn chia sẻ thật tình với mình để mình có thể hiểu rõ hơn về thị trường này à, bản chất thị trường là như thế và cá lớn nó cá bé thôi Ở chúng ta là những con cá con chúng ta cần đối với cá mập à, thì chúng ta nên làm gì à, cần có những cái động thái thế nào à, để phòng thủ để tấn công phù hợp nhất à, và cách tốt nhất là đi theo họ chứ đừng nên chống lại họ à, đó là lý do vì sao mà em nói với chị là đừng bao giờ chống lại thị trường thị trường luôn luôn đúng à thị trường luôn nói cho chúng ta nghe những câu chuyện thị trường nói cho chúng ta biết là hiện tại nó có tốt hay không chúng ta nên tin vào điều đó Và chúng ta hạn chế chống lại nó à, nếu tâm lý bây giờ chúng ta nói là chắc chắn nó phải tăng thôi tại sao lại giảm như thế giảm rồi cũng sẽ hồi lại thôi thì đến một lúc nào đó khi mà nó giảm thực sự rồi thì chúng ta lại à, lại bị vướng vào cái tâm lý của mình à, đó là lý do vì sao mẹ nói với anh chị à, sẽ có nhiều cái mà đôi khi à, với một cái à, cái hệ thống giao dịch mà nó hoàn chỉnh à, à, nó không xen yếu tố tâm lý vào à, à, thì nó lại có những cái hay nhưng mà à, tâm lý là như em nói với anh chị là, tâm lý là, là một trong những cái khiến cho một số nhà đầu tư trở nên khác biệt khi mà chúng ta hiểu rõ về tâm lý của nhà đầu tư cá nhân phân tích được tâm lý tạo lập à, thì khi đó anh chị có thể là gì à, có cái tỷ suất sinh lời rất là tốt à, tỷ suất sinh lời tốt hơn rất là nhiều so với giai đoạn hiện tại rồi đó là một số những cái em chia sẻ với anh chị thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích về một số những cổ phiếu ở các cái nhóm ngành. Đầu tiên là về ngân hàng đi ha. Cho nói về Vietcombank ngày hôm nay. Thì Vietcombank là một cổ phiếu mà đối với em thì thứ nhất là chúng ta phải nói về cái sức mạnh nó trước đi. Thì đó em mới nói rồi, đây là cổ phiếu yếu hơn thị trường. À, yếu hơn thị trường ở điểm nào? Thứ nhất là thị trường tăng thì nó không tăng, thị trường giảm thì nó lại giảm sau. À, thị trường đi ngang thì nó cũng giảm hay là xe quay. À, nhìn chung đối với em thì hiện tại nó đang nằm trong một cái đường trendline giảm giá đây, à, trendline giảm phía này và chưa bước lên trên được. À, với cái động thái hiện tại thì nó có được một cái mẫu hình đó. chúng ta có thể xem là mẫu hình vai đầu vai vai đầu vai ngược đây là vai trái đầu này đây là vai phải nè và nó nghiêng à, nó nghiêng dốc về ở phía bên này và hiện tại cái vùng hỗ trợ cứng của Vietcombank là vùng giá tầm 97 98 đó là vùng có cái đường MA10 và MA20 hỗ trợ phía dưới này ở à, thì đây là vùng hỗ trợ khá là mạnh của nó thì đối với anh chị nào có hàng đối với á cái thứ nhất anh chị nên lưu ý cho em á là khi mà chị tham gia cổ phiếu này thì chị phải xác định là mình nắm giữ cổ phiếu này nó mang tính là trung hạn rồi à, trung và dài hạn rồi bởi trong ngắn hạn chắc chắn như cổ phiếu này nó không nhảy giá cái giá nó sẽ không nhạy bằng những cổ phiếu khác có vốn hóa nhỏ hơn bởi vì nó mới tính điều tiết mà thị trường cũng sẽ không kéo thằng này quá nhanh được bởi vì nó là cổ phiếu có vốn hóa lớn bây giờ chỉ cần kéo về Vietcombank tăng trần thôi thì thị trường lại đi đâu đi rất là nhanh nó giảm sang thôi thì cũng đi rất là xa đó là lý do vì sao mà những cổ phiếu dạy như Vietcombank hay là á, nó sẽ không kéo nhanh mà nó sẽ điều tiết lại giữ giá lại thì thấy ban hiện tại đang sai quay trong cái vùng biên là tầm 97 cho tới là 100 và nếu mà chị lưu ý cho em là cái vùng hỗ trợ của nó là vùng giá tầm 97 à 98 là cái vùng hỗ trợ hội tụ của ba cái đường này và chính xác hơn là vùng giá tầm 96.5 nếu mà giá dựa trên mốc này thì chị nắm giữ tiếp còn nếu mà thủng xuống này thì chị có thể là cân nhắc mình thoát hàng ra mình cơ cấu một số một số những cổ phiếu khác mạnh ở thị trường à, rõ đây về cơ bản là yếu ở thị trường anh chị thấy đây cái đường màu xanh hay nằm dưới cái đường màu đỏ đây à, chúng ta nói khá là nhiều lần về vấn đề này rồi à, một cổ phiếu khác ở trong nhóm ngân hàng nhà nước là BID thì đó như biết đó, đó, là một cái câu chuyện mà chúng ta đã phân tích cũng khá là nhiều và lý do vì sao mà em luôn nói với anh chị khi mà em tham gia những cổ phiếu ngân hàng thì em lại thích chọn những cổ phiếu mà ngân hàng thương mại cổ phần nhiều hơn. Sự khác biệt của ngân hàng thương mại cổ phần nhưng mà ngân hàng nhà nước là gì? Là cái độ nhạy giá. Hay chúng ta gọi là cái độ beta, tức là cái độ biến động giá cổ phiếu đó so với biến động giá của thị trường. À, có thể nói hiện tại BID đang nằm trong một kênh tăng giá của nó. À, nhưng, nhưng mà chúng ta nói những cái đường à, những cái vùng đáy phía dưới này lên là một cái đường trên lại tăng và cũng đang nằm trong một kênh xu hướng tăng ngắn hạn của cổ phiếu ở từ đó với em thì à, đây là một cổ phiếu mà cái nền tảng cơ bản là tốt rồi. À, nhìn chung thì vì cấm ban là cổ phiếu có hàng hàng đầu mà. À, về cả các cái chỉ số nó đều phải làm gương cho các ngân hàng khác và rõ ràng BID cũng là một cổ phiếu như thế cái dư địa tăng của nó vẫn còn nhưng mà xét về cái sức mạnh giá nó hiện tại nó đang chạm về cái vùng kháng cự à, là vùng giá tầm là 44.5 à, cho tới 45 đó là cái vùng à, đường MA 5 100 à, MA 100 và vùng đỉnh cũ trước đó cái vùng à, cái vùng đáy cũ trước đó là cản trở về cái vùng kháng cự đá trước là kháng cự sao thôi thì lên cái vùng này chắc chắn sẽ chịu một cấp lực cung và đối với như anh chị nào có hàng thì lưu ý cho em là à, chúng ta cân nhắc là cái vùng hỗ trợ cứng phía dưới của nó là vùng 43.5 ở à, nếu mà giá giữ trên 43.5 tiếp tục thì mình follow tiếp và chúng ta chờ nó vượt lại cái vùng giá tầm 45 và mình mua gia tăng được với cổ phiếu này à, có thể chờ điểm vượt lại mua gia tăng hiện tại vẫn nằm trong một kênh tăng thôi à, có thể cái vận động của nó là cái việc mà nó tiếp tục duy trì ở trên kênh tăng này và nó sẽ có những cái động thái là à, duy trì sai quay ở trong cái vùng này À, có những bài trở lại phía sau này thì mình cũng theo dõi cho em về cổ phiếu ha đối với em bid vẫn là một cổ phiếu và có thể theo dõi nhưng mà à, nếu mà lựa chọn đầu tư thì em cũng sẽ à, không à, không có ưu tiên đối với bid Bởi vì cái quan trọng nhất mà em quan tâm đầu tiên khi mà chọn mà cổ phiếu đó chính là sức mạnh cổ phiếu đó và hiện tại bid đang yếu ở thị trường à, yếu ở thị trường theo là công thương à, công thương thì nó mạnh ở thị trường đây đó nếu mà ngân hàng nhà nước anh chị nó có khẩu vị về ngân hàng nhà nước về cái vấn đề là sợ rủi đó thì đây công thương là một cổ phiếu như thế đây thì sức mạnh khá là tốt so với thị trường và giai hiện tại thì À, nó vẫn đang trong cái quá trình là, là hình thành lại cái vùng à, có thể nói là cái vùng vai ở phía bên phải này và phía bên phải này với cái nền giá ngắn à, thì đối với em nếu mà cái việc mà cổ phiếu này nó giữ giá được ở đây và nó test lại cái vùng định cụ ở đây là vùng phía trên này là vùng giá tầm là là 40.1 đó đó là cái vùng kháng cự mạnh của nó thì hiện tại đang trong cái quá trình test lại thôi, đang trong cái quá trình test lại và giữ giá đây. À thì đối với công thương ngày hôm nay nó giảm giá với khối lượng thấp thì không phải đáng ngại. À, không phải đáng ngại và cái sức mạnh giá nó hiện tại cũng đang tốt hơn thị trường. Thì mình có thể lưu ý với cổ phiếu này, à, mình có thể lưu ý với cổ phiếu này. À, thì nó đang hình thành một cái mô hình trước đó là mô hình hai đáy thôi, một cái điểm kéo ngược là một cái điểm kéo ngược 2% à, về cái so với cái đáy trước đó của nó. Và hiện tại thì đang chờ để test lại cái đường kháng cự đây, à, là vùng giá tầm là 38.3. À, thì nếu mà vượt lại 38.3 thì kỳ vọng tiếp tục là test lại cái vùng kháng cự. đây là vùng giá thành 40.1 à, thì anh chị nào có hàng thì lưu ý cho em. À, nếu mà có một cây vô à, một cây vô tăng tốt à, bật lại ở đây à, vượt lại vùng 38.3 thì có thể mở mua thêm lấy vị thế à, sau đó chờ tiếp tục vượt lại vùng kháng cự tầm 40.1 tức là cái đỉnh thời đại hiện tại của nó thì mình có thể mua gia tăng à, với cổ phiếu này từ đó em đây vẫn là một cổ phiếu mà mình có thể có thể theo dõi thêm được ở à, đây là vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu đó. trước đó nó cũng đã từng chạm vào cái vùng này và không vượt qua được À, thì hiện tại công thương đang à, đang trong những cái động thái test lại thôi nhưng mà trong nhóm ngân hàng nhà nước thì công thương đang mạnh nhất à, đang mạnh nhất bởi vì nó khá là là nhiều những câu chuyện phía sau à, bởi vì em nói với chị rồi một trong những cái yếu tố giúp cho cổ phiếu có tăng được hay không đó chính là câu chuyện phía sau cổ phiếu đó à, nếu mà cổ phiếu đó có những câu chuyện phía sau thì thông thường cái giá cổ phiếu nó cũng sẽ tăng rất là nhanh tăng rất là nhanh anh chị thấy nhiều câu nhiều cổ phiếu dạng như, như KBC nói đi, nói đi thì KBC là một cổ phiếu tăng từ 16 lên vùng giá tầm 45 và sau đó 47 mà sau đó rơi lại thế là cổ phiếu mà em đã khuyến nghị cho những chị khách hàng mà tham gia từ vùng giá 16 À, và sau đó lên 35 thì em chốt một nửa và sau đó một nửa còn lại thì em cho anh chị follow trend à, cầm à, thì như anh chị đã chốt ra thì như anh chị cục vẫn còn nắm giữ nhưng mà đối với em đây là một cổ phiếu mà nó xây dựng một câu chuyện phía sau rất là tốt à, đó là câu chuyện về việc là gì à, nó hình thành một câu chuyện là Apple à, Apple à, đặt cái nhà máy sản xuất ở Bắc Giang và nó lại là, là người thầu à, thì thao à, thì đó là một trong những cái khiến cho những cái nhà đầu tư người ta tham gia tích cực hơn và đội lái họ cũng có thông tin hồi đánh có cái câu chuyện rồi đánh một cái nền tích lũy rất là dài KBC giai đoạn trước đó tích lũy từ thời điểm ha chứa nhìn cái nền giá của nó rất là dài và sau cái nền giá này là một cái đường dốc thẳng đứng lên à, một cái đường dốc thẳng đứng lên cái nền giá hình thành từ 2011 là 9 năm à, 9 năm cho tới hiện tại à, thì chị thấy được là cái quá trình mà những cổ phiếu nó có câu chuyện nó quan trọng thế nào à, nên đối với em thì em vẫn quan trọng là cái điều là cổ phiếu này nó có câu chuyện tốt hay không ngân hàng cũng như thế thôi ngân hàng cần câu chuyện để đánh thôi test công thì hiện tại sau cái quá trình mà nó test lại cái hình hai đáy nó trước đó đây là cái đáy số 1 ở đây À, đây là đã số 1 được hình thành đã số 2 là rủ bỏ cho đáy số 1 tức là gì như anh chị nào chưa bán đây nè chưa bán này thì xuống đây phải bán thôi nó thụng xuống dưới nè anh à, chị không à, một cái cấu trúc đơn giản của mô hình hai đá đó chính là gì à, là cái đá thứ sau nó rũ bỏ hết tất cả những anh chị nào chưa bán ở đá này thậm chí là mua bắt đáy ở đây à, về đây là anh chị bị lỗ nè tầm ba bốn phần trăm là anh chị bán ra rồi à, sau đó lại kéo lên ở à, đây à, bước phá khỏi đỉnh cũ trước đó của nó bằng kênh nến tăng và hôm ngày 27 tháng 2 thì hiện tại đang duy trì được cái trend ở phía trên à, thì đối với tất hiện tại thì vẫn đang khỏe thôi cái à, hiện tại thì có một cái anh chị lưu ý là, là cái giá cái khối lượng này bắt đầu giảm dần, à, khối lượng giảm dần. Phiên ngày hôm nay là phiên đóng nến quanh tham chiếu với khối lượng thấp thì nhìn chung cũng không phải là đáng ngại. À, cho thấy một cái điều là gì? À, là cái lực cầu và lực cung đang có sự cân bằng với nhau và hiện hiện như hiện cả hai bên đều đang dè chừng. À, đều đang dè chừng tức là chưa có bên nào trọi bên nào và à, gọi là mạnh hơn bên nào cả. À, rõ ràng như thế và cái khối lượng họ à, duy trì ở mức thấp thôi, à, ở dưới mức trung bình. À, từ đó em đang phải là một cổ phiếu mình có thể cân nhắc mình theo dõi giai đoạn này à, bởi vì đang mạnh thị trường đó là em Techcombank đã rất là mạnh hơn thị trường từ giai đoạn trước đó nên cái quá trình mà Techcombank hồi phục nhanh hơn thị trường em cũng không bất ngờ, à, không bất ngờ, à, Bật lại rất là nhanh và hình thành một mô hình hai đáy ngay lập tức. Đó lý do vì sao mà đây là một cổ phiếu mà à, cá nhân em cũng rất là thích và nếu anh chị nào đang có hàng thì lưu ý cho em ha, là cái vùng kháng cự của nó là vùng giả phía trên đây, vùng giả tầm 40.4 và thực tế cái vùng này nó không phải là kháng cự mạnh, à, không phải là kháng cự mạnh. Cái quan trọng là cái quá trình mà thị trường nó chạm một 200 điểm á, thì những cổ phiếu như, nào, như là như Techcombank á, những cổ phiếu mà nằm trong nhóm VN30 á thì nó cũng cần cái quá trình test lại tương tự thị trường thôi bởi vì nó vận động chung với thị trường mà ba phần tư cổ phiếu đi theo thị trường mà à, ta là VB thì sao à VB nó cũng mạnh hơn thị trường em mới nói với chị đây à, cái quá trình một cổ phiếu mạnh ở thị trường mà chúng ta tham gia đây thì cái quá trình mà nó bật lên tăng á thì cũng rất là nhanh VB thì V VB hay thích cơm đều có câu chuyện phía sau thôi à, tất cả đều có câu chuyện để hỗ trợ về giá à, VB thì hiện tại đang nằm trong một cái nền giá ngắn của nó phía trên này điều tích cực của nó là cái phiên ngày trước lắp gáp lại này nè phiên ngày 25 tháng 2 lắp gáp lại, phiên ngày hôm sau bật lên lại phía trên này à, thì nó cũng được xem là một cái mô hình ngắn, à, gãy nền dụng ngắn thôi. À, tức là một cái hình giá ngắn gãy xuống và sau đó bật lại ngay từ nên nền. À, thì trong cái quá trình mà đi nền ở phía sau này nếu mà giữ giá tầm hai ba phiên nữa với khối lượng bắt đầu giảm dần, tức là khối lượng thấp tương tự những những phiên gần đây nè, à, thì đó là một trong những động thái tốt cho thấy là lực cung hầu như đã cạn rồi và khi đó chúng ta có thể lấy vị thế thăm dò. Nếu mà chưa có hàng, còn nếu mà đã có hàng rồi thì có chờ à, vượt lại kháng cự 42 à, để mình lấy vị thế ba tăng, à, gia tăng với cổ phiếu này. Tiếp theo là mb bank nè. Ê, ngày hôm trước mình nói rồi. MB là một cổ phiếu mà cái 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 sức mạnh giá hiện tại rất là tốt. Xét về cả những cái mẫu hình hay là xét về cả những yếu tố về khối lượng. À, từ những cái phiên break cao của nó ở cái ngày hôm 23 tháng 2 với khối lượng cao à, xác nhận về giá thì đối với em MB vẫn là một cổ phiếu mình có thể cân nhắc. À, mà nhìn chung thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà mình đã vận động rất là tốt ở giai đoạn vừa rồi rồi. À, thì đoạn này thì nó cũng cần phải nghỉ ngơi, tức là cần test lại. À, bởi vì thị trường đang tìm cận kháng cự mà thì những cổ phiếu nhà thế này thì nó cũng như thế thôi nhưng mà MB thì thấy không? cái đường màu xanh cũng nằm trên cái đường màu đỏ rất là lâu rồi tức là cổ phiếu này thể hiện sức mạnh cực kỳ tốt so với thị trường và hầu như cái quá trình mà nó rơi về đây ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái sức mạnh của nó nó vẫn nằm trên được thôi thì đó là một cái mà chị lưu ý cho em đối với cổ phiếu MB à, thì đây là một cổ phiếu mà nó cái cái yếu tố doanh nghiệp của nó nó khá là quan trọng thì cổ phiếu này nó khá là an toàn à, khá là an toàn bản chất quản trị doanh nghiệp của MB Bank là an toàn rồi Vì bởi những yếu tố quản trị nợ xấu bởi những yếu tố quản trị à, về cả lợi nhuận của nó những khoản vay của nó hầu như đều có những cái điều khoản rất là chặt chẽ À, bởi vì nó cũng có một cái doanh nghiệp đứng sau là Viettel à, đây là doanh à, cái doanh nghiệp à, đứng sau để hỗ trợ à, việc, mà bạn rất là nhiều và cũng xây dựng rất là nhiều những câu chuyện cho đó à, nhưng mà giờ chung thì mọi bạn anh chị phải lưu ý cho em à, lưu ý cho em về cái vấn đề là à, là cổ phiếu này nó an toàn à, nó an toàn thì cái quá trình giá đi lên nó cũng sẽ không quá nhạy ở bằng những cổ phiếu ngân hàng khác à, đó là lý do vì sao mà ngày trước đó thì có nhiều anh chị gọi mà bạn là con nặng mông à, nó khá là nặng mông bởi vì cái quá trình tăng giá nó chậm à, nhưng mà đó với em thì em rất là thích những cổ phiếu dài thế này bởi vì nó chậm mà nó chắc à, chậm mà nó chắc Ờ, tiếp theo là một phía ngân hàng khác là liên việt thì em nói với anh chị rồi liên việt thì ngày hôm qua mình phân tích rồi Rồi à, rõ liên việt ngày hôm qua cho một đi mua bó cát rất là tốt ngày hôm trước cho ở những cái video trước đó thì chúng ta cũng đã phân tích là liên việt có khả năng để bứt phá ở những cái vùng ở đây rồi khi mà em nói liên việt làm nền trở lại và cái vùng kháng cự nó là vùng giá tầm ở đây là vùng giá tầm là 15.2 thì em cũng nói với anh chị là có thể lấy vị thế thăm dò và có thể chờ mua gia tăng khi mà giá cổ phiếu vượt lên trên là cái vùng kháng cự đó và trong thực tế cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà nó mở một cái điểm mua Black với khối lượng rất là cao lên 36 triệu cổ tức là gấp 3 trung bình 20 phiên và phiên ngày hôm nay thì vẫn giữ giá tốt nhìn chung đối với em theo kinh nghiệm của em thì với những cổ phiếu mà nó mở gáp thế này với khối lượng cao ấy, thì thông thường nó sẽ có cái quá trình rũ bỏ đây à, nó sẽ có một quá trình rũ bỏ đây à, có thể là rũ bỏ nhẹ thôi nhưng mà nhìn chung là sẽ có quá trình rũ bỏ để hấp tụ lại cái lực cung từ phía như anh chị đang mua đu bám à, ví dụ FMC đây một cổ phiếu trước đó mà nó có những thông tin về việc là gì đây à, chúng nhìn cổ phiếu này trước đó là một cái nền tích lũy rất là dài đây à, tích lại một cái nền tích lũy rất là chặt sau khi ra những thông tin về kết quả kinh doanh nó rất là tốt ở trong giai đoạn thầm à, quý 3 quý 3 thì thông tin này được ra và sau đó MC nó tăng à, tăng trần liên tiếp hai à, phiên à, với khối lượng rất là cao tức là ở đây thì là sự đột biến về khối lượng chỉ thôi khối lượng tăng 2650 nghìn à, khối lượng là 900 nghìn tức là gấp 3 gấp 4 lần trung bình 20 phiên thôi à, nhưng mà giai đoạn phía sau này nó chỉ dung cho em á, thông thường những cổ phiếu này điện như thế thôi ở à, điện như thế thôi đây giai đoạn phía sau thường nó sẽ có một cái nhịp rũ bỏ lại thậm chí là rũ bỏ ra sau luôn cái quá trình điều chỉnh ở đây của SMC là đó tầm là ở đây mình thấy là tầm 12% thì chị mới thấy được là nó, cái nhịp điều chỉnh 12% này đã loại bỏ rất là nhiều như chị nào tư cá nhân bởi vì chắc khi mà chị mua một cổ phiếu đặc biệt là như chị mua đu bám ở cái phiên trần này, này à, thì nếu mà nó giảm 12% một phát thì hầu như chị bán nó hết rồi thì sau đó mới lại kéo lên à, sau mới lại kéo lên à, thì đối với em những cổ phiếu mà cái kinh nghiệm của em đối với những cổ phiếu mở gap up với khối lượng cao như thế thì nó thường sẽ có những nhịp rủ bỏ như thế nhưng mà nhìn chung quy về nó thèn được sức mạnh tốt à, và khả năng mà cái quá trình đi lên ở phía sau là có à, có rất là tốt thì tại SMC vẫn là một cổ phiếu rất là thích bởi vì cái vận động giá nó mạnh à, sau so thị trường đó là một cái ví dụ thôi em muốn nói với anh chị về cái vấn đề là với những cổ phiếu mà nó mở gáp như thế thì mình cần lưu ý điều gì à, hay là thậm chí nhiều cổ phiếu dạng như, như là công ty VN này thấy không đây công ty nó, nó giống như con SMC giai đoạn trước đó khi mà có những thông tin về cái kết quả kinh doanh tốt của nó cũng như là cái 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 sóng thép nó ra anh chị thấy thì nó bứt phá đi lên và với những cái phiên đột biến với khối lượng cao tăng bốn năm lần nhưng mà sau đó phải rủ bỏ lại và phải có những nhịp rủ bại và những nhịp rủ bỏ lại chính là những cái nhịp mà loại bỏ hoàn toàn như chị nhờ tư cá nhân sau đó lại đi lên từ từ và cái quá trình đi lên mạnh mẽ là ở giai đoạn phía sau À nên chị lưu ý cho em đối với những cổ phiếu dạng như thế tức là những cổ phiếu mà nó bứt phá khỏi nền à, tích lũy dài hoặc là tích lũy cái vùng kháng cự của nó thì nó cũng cần một cái quá trình để test lại và thậm chí chúng ta phải đặt một cái điểm cách lót ở đây chứ là cái điểm tầm 15.2 bởi vì khi mà thủng xuống 15.2 hoặc là khi mà nó lắp lại cái gáp này lắp lại cái gáp ở vùng giá tầm 14.8 thì lúc đó cái mẫu hình này thất bại à mẫu hình này thất bại thì khi đó là chúng ta cần phải cân nhắc lại là cái sức mạnh cổ phiếu nó có thực sự tốt hay không bởi vì khối lượng cao nhưng giá không lên được mà nó thủng lại đi qua khỏi cái nến này thì anh chị cần phải cân nhắc bởi vì một cái điều đơn giản thôi cây nến này là một cây nến cho thấy cái lực cầu mua rất là tốt đặc biệt là cái dòng tiền từ tổ chức Bởi vì cái với 36 triệu này chỉ có tổ chức mua thôi à, dòng tiền tổ chức nếu mà dòng tiền tổ chức mà nó họ để cho cái giá vốn của họ tức là họ để cho giá cổ phiếu rời khỏi giá vốn của họ tức là thấp hơn giá vốn của họ thì thông thường chúng ta phải đặt câu hỏi là họ có làm như thế hay không bây giờ em em anh chị hành dung cho em là anh chị là nắm lb thì để ý cho em là chúng ta đặt một cái mức chặn lỗ ở phía dưới cái vùng này à, khi mà cổ phiếu tức là khi mà có cái nến nào đó mà nó hấp thụ hoàn toàn cái nến tăng này thì anh chị phải lưu ý là chúng ta có thể cân nhắc là thoát cổ phiếu này À, bởi vì nó cho thấy được là cái vận động không như ý muốn của anh chị nó hoàn toàn có thể xảy ra những điều đó còn đối với em thì liên việc vẫn hiện tại vẫn tốt đó khả năng thấy là hàng tới cộng và giữ giá tốt trên này thì có thể là canh điểm tham gia tiếp tục ở phía sau được có thể mở đi mua gia tăng bởi vì sức mạnh nó tốt à, tiếp theo là STB thì hiện tại khá là nhiều những câu chuyện và nhìn chung là nhiều diễn đàn cũng hô hào cổ phiếu này à, thì đó là lý do vì sao khiến cho STB khó lên hơn bình thường khó lên hơn bình thường bởi vì khi mà một cổ phiếu mà được quá nhiều kẻ dư luận chú ý thì nó cũng sẽ rất là khó để tăng mà đối đó em STB vẫn là một cổ phiếu mà cái 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 dư lượng vẫn còn, dư địa vẫn còn nếu mà xét so với những cổ phiếu ngân hàng khác thì hiện tại uh, STB vẫn là một cổ phiếu mà em đánh giá khá là cao, uh, xét về cả những câu chuyện riêng ở phía sau nó À chị đâu có hàng STB thì lưu ý tiếp cho em là cái quá trình vận động hiện hôm nay không phải là quá xấu khi mà giá giảm. Uh, nhưng mà khối lượng lại thấp, uh, khối lượng thấp hơn trung bình. Uh, và về trend thì vẫn trong trung hạn thì vẫn là uh, trong ngắn hạn thì trend vẫn đang duy trì là trend tăng, tức là trong cái quá trình hồi phục của cái nhịp điều chỉnh trước đó. À, đơn giản thôi đã sao cao đã trước định sao cao định trước và cái vùng hỗ trợ cứng hiện tại của STB là vùng giá tầm là à, 18 à, 18 nữa chị đã có hàng lưu ý cho em hỗ trợ 18 đó là cứng hầu như những phi trước thì không thể nào tức là rất là khó để thủng khỏi mốc 18 này à, thì chị lưu ý cho em là chúng ta có thể lấy cái mốc 18 này là một trong những cái vùng mà cho thấy có cái lực cầu đỡ à, khi mà giá cổ phiếu về là những cái vùng này mà không có lực cầu đỡ thì nó sẽ ra vấn đề tức là cái gì mà nó diễn biến trong một thời gian dài mà chị thấy là bắt đầu nó phá đi quy luật của nó thì bắt đầu là có sự khác biệt ở đây rồi bởi vì một đội lãi thông thường họ sẽ đánh khá là giống nhau À, một cái đội lái cổ phiếu ví dụ bây giờ em nói là em dùng em dùng cái đường em 10 mươi à, để em làm cái trang à, thì cái ngày nào mà cái khả năng mà nó thủng em 10 thì chị phải lưu ý cho em. em ví dụ stb đoạn trước đi kể từ những giai đoạn phía sau này chị thấy là giá liên tục là chạm em mười bật lên ở đây chạm em mười bật lên chạm em mười bật lên gì không chạm em 10 là thủng xuống là bật lên kéo lên ngay chạm em mười bật lên nhưng mà kể từ cái phi này à, kể từ cái phi này em lại không nhìn thấy được cái vấn đề là chạm em một lên nữa mà chạm em mười lại thủng luôn à, thì chị mới cân nhắc cho em là cái quá trình mà mình rời khỏi cổ phiếu bởi vì cái quy luật nó bị thay đổi à, cái quy luật nó bị thay đổi hai giai đoạn trước đó có đi world nè đi world giai đoạn trước đó hầu như có một cách đánh thôi chị thấy là khi nào mà nó bật về em là chị mua hầu như là như thế từ giai đoạn mà giá nó là thấp rồi ở phía dưới này chị thấy cứ khi nào mà giá chạm về em là chị mua đây bật lên là chị tao chạm về em chúng ta mua nè đây chạm bật về em 10 test lại chúng ta mua nè rất là nhiều đây nè Phi ngày hôm 30 tháng 6 nè chạm em chúng ta mua nè tức là có có một cái cách đánh như thế À, có một cách đánh như thế nhưng mà khi nào mà nó thủng có e 10 thì chị phải lưu ý à, lại làm nền lại xây nền lại bứt phá khỏi e 10 nè chạm e 10 lại mua nè chị đó à, rút lên chạm e 10 mua nè à, đó tức là những cái đội lá họ có phong cách đánh riêng của mình à, nhưng mà chúng ta phải cần phải quan sát cho em là à, cái vấn đề là khi nào mà nó thay đổi đi cái quy tắc đó thì mình cần phải cân nhắc cần phải cân nhắc ha rồi đó là đối với à, thị trường cũng như là đối với à, STB tiếp theo là một cổ phiếu khác đi SHB là một cổ phiếu cũng khá là nhiều anh chị quan tâm SHB thì hiện tại cái vận động giá nó đang duy trì cái vùng nền khá là tốt nhưng mà đối với em thì cổ phiếu này nó sẽ khá là yếu so với những cổ phiếu ngân hàng khác à, nên khi mà mình tham gia thì mình cũng nên ưu tiên tham gia những cổ phiếu ngân hàng mà nó đang có sức mạnh giá tốt hơn à, một cái vấn đề đơn giản thôi là cái quá trình mà tạo đỉnh của SHB đó, tức là cái quá trình mà đỉnh ngắn hạn trước đó nó khối lượng cao à, đối với em những cái vùng đỉnh mà khối lượng cao thì cho thấy là có cái sự dằn co cung cầu khá là nhiều à, và thông thường để đi lên được cái vùng đó thì nó mất khá là nhiều thời gian để vượt lại cái vùng đỉnh cũ đó à, cái thứ hai là SHB hiện tại đang yếu hơn thị trường thì đối với những cổ phiếu mà yếu ở thị trường thì mình cũng hạn chế tham gia à, hiện tại thì mình vẫn ưu tiên tham gia cổ phiếu mạnh ở thị trường anh chị ha à, như em nói rồi một cổ phiếu mạnh ở thị trường là một cổ phiếu mà à, nó thể sức mạnh tốt tức là giá giảm nhưng mà thị trường giảm mà nó không giảm quá sâu thì đường tăng thì lại tăng nhanh thị trường đó là những dấu hiệu cho thấy là gì à, cổ phiếu này khỏe và khi mà cổ phiếu nó khỏe rồi thì cái quá trình mà chị mua cổ phiếu đó và chị nắm giữ chúng ta sẽ không quá lo ngại à, không quá lo ngại nên chị cân nhắc cho em à, đối với cổ phiếu này ha đó là về một số những cổ phiếu rồi bây giờ chúng ta đánh giá qua về một số những nhóm khác như là nhóm chứng khoán thì SI ngày hôm nay ở SI ngày hôm nay thì chuẩn giá lại với khối lượng thấp thôi. Nên chung dòng chứng khoán thì ngày hôm qua có cái điểm bức phá khá là tốt. Ở điểm ngày hôm qua thì có thể xem là một cái phim break cao khỏi cái vùng nền tích nguyện ngắn của nó mà nó đang hình thành ở đây thì à, nếu mà anh chị nào mua và hiện tại nắm giữ SSI thì chúng ta lại đặt cho em một cái vùng hỗ trợ phía dưới này là vùng giá tầm 32.6 Bởi vì trong thực tế những cái vùng nền ngắn chính là những cái vùng hỗ trợ đó đáng tin cậy à chính là những cái vùng hỗ trợ đáng tin cậy thì à, nếu mà giá cổ phiếu rơi về thủng không vùng này thì chị bán ra giữ trên thì chị nắm tiếp cho bây giờ hoàn toàn nó sẽ có một cái gì test lại À, thông thường nếu mà rơi thế này thì hoàn toàn có thể có những gì bài test ở phía sau này tức là đánh chạm về lại cái vùng kháng cự ở đây là vùng giá tầm là 34.3 4.4 à, thì chị lưu ý cho em là cái mốc hỗ trợ cứng là mốc 32.6 nếu giữ trên thì mình follow tiếp thôi à, mình follow tiếp được với cổ phiếu này tiếp theo là HCM HCM ngày hôm nay giữ giá khá là tốt nhìn chung thì khối lượng cũng khá là cao à, với cái việc mà khối lượng cao giá đóng cửa quanh à, quanh thân nến thế này thì cho thấy được là có sự dằn co cung cầu và cái lực cung đang khá là áp đảo à, lực cung áp đảo một phần đến từ cái kháng cự trước đó của nó phía trên này là vùng giá tầm 31.5 và trong thực tế phiên ngày hôm nay chạm về được 31.45, sau đó lại rơi ngược trở lại, thì đó là cho thấy được là nó cần một thời gian, tức là nó nói là gì? À, khi mà chạm về đây thì, thì cái cổ phiếu này nói cho em biết là à, à tôi chưa đủ lực đâu, à, lực cầu chưa đủ đâu để vượt lên đâu, à, tôi cần một cái thời gian nghỉ ngơi, cổ phiếu cần một thời gian nghỉ ngơi nữa để vượt lên trên được, cũng như tôi cần những yếu tố khác đến từ cái cái tâm lý nhà đầu tư hợp lạc quan hơn từ phía thị trường hoặc vượt đỉnh ngày hai, à, thì khi đó tôi mới lên được, thì anh chị phải lưu ý cho em đó là những cái động thái mà cổ phiếu này thể hiện chúng ta thấy được. À, thì nó nói ra như thế thì mình biết được là mình có thể đánh giá là à, giai đoạn này cái vận động thế nào mình có nên mua thêm hay không và khi nào mình nên mua thêm à, Tương tự SA thì hoàn toàn có thể là HCM có thể có cái gì bé test lại vùng kháng cự phía dưới này là vùng giá tầm 30.4 à, có thể có một cái gì test lại 30.4 ở phía dưới này và sau đó là mình chờ những cái gì phản ứng cung cầu phía sau và cũng như là chờ phản ứng từ thị trường à, thì mình mới đánh giá được là cổ phiếu này vận động thế nào nhưng mà đó em HCM là một cổ phiếu em đánh giá rất là cao rất là, rất là cao đặc biệt là sau khi mà tăng vốn xong thì HCM hoàn toàn có thể vượt được cái vốn này thì khi đó nó là một trở thành là một trong những công ty chứng khoán mà nó có vốn hóa lớn à, thì nó cũng ủng hộ tức là cái việc mày vận dụng vốn vào trong cái à, cái lượng cho vay mà xin thêm cũng như là gia tăng tự doanh của nó thì giúp cho cái kết quả kinh doanh nó trong giai đoạn tới sẽ tốt hơn à, thì mình có thể lưu ý với cổ phiếu này à, VND thì trong nhóm ngân hàng trong nhóm chứng khoán thì VND là một cổ phiếu mà em khá là thích à, bởi vì đây là một trong những cổ phiếu mà cái cái dư địa tăng khá là nhiều xét cả về giá và xét cả về cái kỹ à, cái kết quả kinh doanh của nó trong giai đoạn vừa rồi đặc biệt là trong quý 4 vừa rồi thì Vin đi đã thiện rất là tốt và một cái một cái mà em rất là thích của Vin đi mà em có nói với anh chị trong rất là nhiều những cái video rồi đó chính là cái khối lượng Vin ở cái vùng giá thấp nó cao mà thật ra thì à, theo cái kinh nghiệm của em và theo nghiên cứu của em thì thông thường với những cổ phiếu thế này á à, với những cổ phiếu mà có cái vận động mà nó đi ngược lại tức là nó đi ngược là về xu hướng á à, thì chị thấy được là cái khối lượng cao ở đây thì không chỉ tức là với cái việc mà giá giảm sàn hay là thế này thì cái khối lượng lên tới 9,7 triệu cổ không thể nào xuất phát từ một nhà tư cá nhân À, không phải là xuất phát từ nhà đầu tư cá nhân mà thông tư đó đến từ những nhà tư tổ chức à, nhà tư tổ chức và cái cái quá trình mà nó hình thành là cái nền giá phía sau này cũng như mở những cái điểm mua gọi là điểm mua basket live ở phía sau à, test lên hình giá thì đối với em đây là một cổ phiếu mà chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để mình tham gia ở giai đoạn này à, mà nhìn chung thì đi cũng tương tự hcm thôi hoàn toàn những cổ phiếu chứng khoán giai đoạn vừa rồi nó có cái vùng đỉnh ở trên khá là cao và hiện tại đa phần đều chưa vượt đỉnh cũ của nó ngoài trừ anh uh, em của đó là viết à, thì con này khá đi ngược thị trường ngày nào thị trường giảm thì nó tăng ngày nào thị trường tăng thì nó giảm thôi À, nhưng mà đang khá là khỏe và nó vượt đỉnh cũ đâu rồi à, thì nó vượt đỉnh cũ thì cho thấy được là gì à, là những cổ phiếu chứng khoán cũng có khả năng vượt đỉnh cũ vì trong một nhóm ngành á, các cổ phiếu thường nó sẽ có vận động khá là giống nhau à, khá là giống nhau mà có thể là nó cái giá nó nhạy hơn và cũng như độ lãi nó đánh sớm hơn nó có thông tin hỗ trợ phía sau thôi à, nhưng mà nhìn chung thì mình hoàn toàn có thể là mình xem xét ở cái vùng này à, khi mà vn đi quay lại vùng nền phía trên nó là vùng giá tầm 30 x 30.5, năm 30 ba khi đó có thể quan sát tiếp tục yếu tố cung cầu có thể mở mua tiếp tục mở mua gia tăng và cho đến khi nào vượt lại kháng cự là 32 là hoàn toàn thì mở đi mua gia tăng toàn phần ở với cổ phiếu này vùng hỗ trợ cứng cổ phiếu hiện tại là vùng giá phía dưới này là vùng giá tầm 27.4 27.3 27.4 à, nếu mà giá dựa trên mốc này thì mình theo dõi tiếp thôi à, khi nào thủng mốc này thì mình cân nhắc là mình có thể hạ một phần tỷ trọng mà mình mình chờ xem cái phản ứng từ phía thị trường à, mình chờ xem phản ứng từ phía thị trường xem như thế nào đã rồi đó là VND một cổ phiếu chứng khoán khác đó đi à, chúng ta sẽ SHS ngày hôm nay SS nhìn chung thì cái quá trình vận động giai đoạn này nó khá là yếu cái à, yếu tức là những cây nến tăng nó thông thường nó không có sự dứt khoát và cái yếu tố cung cầu nó cũng chỉ luôn diễn ra cái sự nhàng co à, tức là ngày hôm nay đóng nến thì khối lượng thấp thôi à, với việc đóng nến quanh thâm chiếu thì cho thấy được là à, là ngày hôm nay thì nó cũng không có gì đáng ngại tức là cái lực cung không quá mạnh lực cầu không quá mạnh mà ở đây là cái sự lưỡng lự sự lưỡng lự của hai phe à, bên này thì nghĩ là có bán hay không bên này nghĩ là có mua hay không thì dẫn đến cái việc là à, không xảy ra những cái sự bùng nổ về khối lượng và nó không có sự xác nhận à, không có sự xác nhận thì đối với SS hiện tại thì đang chạm về cái vùng kháng cự trước đó của nó phía trên này à, là vùng giá tầm 30 chấm biết thì trong thực tế khi mà chạm lại vùng này thì cái lực cung là có tương tự HCMS hay đi thôi nhiều cổ phiếu chứng khoán rơi đột ngột thế này thì dẫn tới một cái lượng lớn nhà đầu tư còn kẹp hàng ở đây đặc biệt là cái khối, khối lượng của vùng đỉnh SS khá là cao à, khối lượng đỉnh của SS khá là cao thì cái quá trình mà nó phục hồi lên nó cũng sẽ gặp khá là nhiều trắc trở à, thì chị lưu ý em với cổ phiếu này nhưng chung thì đây là một cổ phiếu mà cái quá trình vận động ở phía dưới của nó tức là vẫn có những cái lực cầu đỡ lại chị à, thôi À, tức là cái khối lượng ở vùng giá thấp của nó vẫn có khá là nhiều tức là vẫn có lượng cầu đỡ lại tuy nhiên à, chung xét về cái vị thế giá hiện tại thì SS chúng ta cần phải theo dõi cái vùng kháng cự phía trên này của nó là vùng giá tầm 30 chấm à, nó khá là gần rồi thì mình theo dõi xem vận động thế nào để có thể canh mở điểm mua à, với cổ phiếu này à, tiếp theo là một số những cổ phiếu khác ở trong nhóm VN30 à, như là MPG MPG thì cũng là một cái cổ phiếu mà nó khá là đặc trưng thì hiện tại đang trong quá trình mà retest lại đỉnh cũ thôi à, sau quá trình bước phá và khi nến tăng vào hôm ngày 17 tháng 2 À, thì à, nó retest lại tức là có những nhịp lên đánh test lại và sau đó đang có một cái nhịp dòng lên tức là cũng cho thấy là gì thứ nhất là về khối lượng hầu như đã cạn kiệt rồi và giai đoạn này thì hầu như em muốn bán đã bán rồi và hầu như cũng không còn quá nhiều nữa à, không còn quá nhiều người để bán nữa và cái thứ hai nữa là cổ phiếu này thì à, đối với em thì nó là một cổ phiếu mà cái vận động nó khá là tốt à, về kết quả kinh doanh thì à, trong cái quý vừa rồi thì thông tin nó khó như chung là nó cũng mà không may tính gọi là khách quan để mà so sánh bởi vì nó có khá là nhiều những yếu tố ảnh hưởng nhưng mà đối với em ở là một cổ phiếu mà cái dư địa phát triển của nó, cái dư địa tăng của nó thì hiện tại nó cũng còn nhưng mà nó không còn nhiều thôi. À, nếu mà so với trước đó thì cái mạng kinh doanh chính của Thế Giới Di Động nó xuất phát từ ba mạng. À, là Thế Giới Di Động này, à, là Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh thì thông thường á. Cái Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đi hồi như hiện tại nếu mà chị theo dõi cái bản tin AI của doanh nghiệp hàng, hàng tháng á thì cái kết quả kinh doanh nó hầu như là đi đi ngang rồi, tức là nó không còn quá nhiều động lực tăng trưởng nữa. Mà động lực tăng trưởng chính á thì lại đến từ những cổ phiếu dạng như là à, đến từ những cái 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 lĩnh vực À, như là bách, bách hóa xanh tức là cái lĩnh vực mà mới và hiện tại nó đang phát triển rất là mạnh với cái mạng online à, từ đó em mời bây giờ thì cái động lực tăng trưởng chính hiện tại đến từ bách hóa xanh à, thì đó cũng là một trong những cái yếu tố cần thiết à, về cái nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng và thị trường của bách hóa xanh thị trường nhu cầu thị trường về những cái hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết á, thì hiện tại ở Việt Nam lên tới 70 tỷ đô à, 70 tỷ đô và 90 trong số đó hiện tại là các cái chợ truyền thống đang nắm giữ thì bây hoàn toàn có thể đánh mạnh để, để gia tăng cái thị phần à, thì khi đó nó chắc chắn sẽ mang lại một cái nguồn lợi nhuận tốt À, từ đây là một doanh nghiệp mà nhìn chung mình cũng khá là an tâm khi mà đặt niềm tin vào à, nhưng mà quan trọng là cái quá trình vận động ở phía sau thế nào và hiện tại nếu chị đã có hàng thì ý cho em mất hỗ trợ nó phía dưới à, là vùng giá tầm là 131 nếu mà giữ trên thì theo dõi tiếp cho em và có thể chờ những cái điểm mà à, vượt lại kháng cự cũ tức là một cái vòng cung ở đây à, Chờ một cái vòng cung ngắn ở đây chờ vượt lại kháng cự cũ nếu mà à, vượt lại tầm giá 140 thôi có thể tiếp tục mở mua gia tăng cái cổ phiếu này. Đối với em đây là cổ phiếu khỏe À, đối với em đây cũng khá là khỏe giai động vừa rồi à, luôn luôn cái giá nó đặc trưng đó, là nó giữ neo lại trên cái điểm M20 à, neo lại trên cái điểm 20 anh chị lưu ý cho em ha rồi đó đối với rồi tiếp ta là BNC BNC thì cái cái vận động nó hiện tại nó khá là yếu khá là yếu nhưng mà xét về trong nhóm uh, blue chip thì uh, BNC hiện tại cái cái đường màu xanh này nằm dưới cái đường màu đỏ tức là cho thấy được cái điều là gì à, thì trường tăng thì BNC lại không tăng lại rơi vào quá trình test lại cái đường M20 À, thị trường tăng thị trường chỉnh hay là BNC lại cũng chỉnh luôn tức là hầu như là à, đang đi khá là ngược so với thị trường mặc dù trước đó vin nó quay lại cái đỉnh cũ khá là nhanh nhưng mà cái quá trình hồi phục giá nó không được như sự kỳ vọng à, thật ra thì những con dạng như BNC hay là dạng cái gì là mở tiêu gờ thì nếu chị là mua thì chúng ta phải xác định chúng ta nắm giữ một thời gian khá là dài thì cái tỷ suất sinh lời nó mới có thể tốt được còn nhìn chung là nếu mà chị mua lướt với những cổ phiếu này á, thì nó chỉ ở một mức nhất định thôi Bởi thông thường những cổ phiếu như thế nó rất là khó tăng nhanh Và trong một thời gian ngắn à, nên chị để ý cho em ha đây để ý bnc cũng như thế đó anh chị nào có hai lưu ý cho em hỗ trợ cứng hiện tại của bên phía dưới là cái vùng nền trước đó luôn à, đây là cái vùng nền trước đó của nó đây à, giờ trước khi mà chạm vào đây có lực bật lại rồi thì đây là vùng hỗ trợ tầm 82.2 và trong thực tế nếu giá dự trên 82.2 thì mình cầm tiếp mình theo dõi tiếp được với cổ phiếu này à, đó là một cổ phiếu mà cũng khá là nhiều anh chị quan tâm ở trong di động vừa rồi à, tiếp theo là về một cổ phiếu khác ở trong nhóm vn30 chúng ta có là bbh à, bbh thì nhìn chung thì cái vận động ngày hôm nay nó khá là yếu xét về cung cầu luôn à, khối lượng cao nhưng mà giá không bước lên trên được đóng nến rồi như là thấp trước ngày À, thì cho thấy là một cáp là cung đã đã hấp thụ hoàn toàn cái lực cầu từ đầu phiên à, và nó đóng nến ở nằm ở phía dưới cái điểm em 100. Em à, 100 là một trong những cái mà là cái vùng kháng cự của khá là nhiều cổ phiếu đoạn hiện tại và BH cũng không ngoại trừ. À, thì đối với em thì cổ phiếu này là một cổ phiếu vận động nó cũng khá là yếu. Nếu mà xét nó so với các cổ phiếu khác trong vn 50 thì yếu nên mình cũng hạn chế tham gia. Tức là cá nhân đánh giá thì em cũng hạn chế tham gia với cổ phiếu này. À, bởi vì cái sức mạnh nó khá là yếu và à, nó cũng cần khá là nhiều những cái cái câu chuyện để hỗ trợ giá phía sau à, nên giai đoạn này mình sẽ ưu tiên tham gia những cổ phiếu mạnh thôi à, khối lượng hiện tại thì nó duy trì ở mức à, trung bình ở à, trung bình điện nha phiên ngày hôm nay thì khối lượng cao nhưng mà giá không vượt được thì nó cũng khá là yếu à, thì chị đã có hàng lưu ý cho em á cái vùng kháng cự hiện tại của cổ phiếu này là ở phía trên này vùng giá tầm là 65 trong thực tế có thể là khi mà chạm vào 65 sẽ có những áp lực cung à, nhưng mà nhìn chung thì BBH nằm trong VN30 nên cái vận động nó sẽ bị phụ thuộc bởi à, nhóm cổ phiếu tức là nhóm cổ phiếu trong vn 50 và cụ thể là thị trường À, thị trường nó sẽ bị ảnh hưởng thì nếu mà thị trường chỉ ảnh hưởng tại vùng 1 hai à, thì chắc chắn những cổ phiếu như BBH sẽ bị ảnh hưởng rất là sâu à, thậm chí là nó phải đánh nhanh hơn và phải đánh mạnh hơn ở trên thị trường này tiếp theo là FPT là một cổ phiếu mà cũng khá là nhiều chị quan tâm thì FPT nó cũng đã lắp lại cái gáp trước đó và nó à, khá là nhiều cổ phiếu đầu động rồi nó có những cái nhịp kiểm định là MA ma 10 và ma 20 à, thì thị trường như thế thôi thị trường nó cũng kiểm định là ma 10 đây đây chạm về đúng cái đề ma 10 bật lên đây thì FPT như vậy thôi FPT cũng đang kiểm định là cái đề EM, MA, à, 10 của nó thì trong thực tế đang giữ trên được cái đề EM 10 và cái điểm mua gia tăng tiếp tục là cái điểm vượt lại kháng cự là vùng giá tầm 79 và khé FPT thì hiện tại tích cực ở chỗ là nó không còn kháng cự ở phía trên nữa tức là gì à, nó đang ở vùng đỉnh thời đại của nó thì với những cổ phiếu mà ở vùng đỉnh thời đại thì nó sẽ khá là nhanh chóng đi lên bởi vì nó không cần à, nó không cần nó không còn quá nhiều cái lực cung ở phía trên à, thì mình có thể cân nhắc đối với những cổ phiếu nhỏ thế này à, thì FPT là anh chị đã có hàng thì lưu ý có thể mở đi mua gia tăng nếu giá vượt lại 79 với khối lượng đi kèm à, có sự xác nhận anh chị ha tiếp theo là RE à, là một cổ phiếu khác trong VN30 À, thì khi mà mình tham gia cổ phiếu này thì chỉ để ý cho em là cổ phiếu này nó cũng khá là ngược và so với thị trường tức là thông thường nó thể hiện sức mạnh rất là tốt trong những nhịp thị trường chỉnh à, nhưng mà những nhịp thị trường tăng thì nó lại có xu hướng là đi ngang à, thì cổ phiếu này là một cổ phiếu mà chúng ta có thể xem á là cái quá trình đi lên của nó nó khá là chậm à, khá là chậm nhưng mà lại bền à, lại bền kể từ cái phiên mà nó break cao à, khỏi cái vùng đường tích lũy trước đó của nó ở phía dưới này thì nó thể hiện sức mạnh rất là tốt ở đây à, những phiên ở đây à, sau khi mà sau cái quá trình làm nền thì hiện tại nó đang duy trì cái đà tăng rất là tốt Ờ, thì em đây là phải là một cổ phiếu mà cái dư địa là vẫn còn, tức là xét về cái yếu tố cơ bản thì cái cái dư địa tăng vẫn còn và hiện tại đang trong cái quá trình test lại cái điểm 20. À, và cái cái nến ngày mai đóng cửa tức là không thể vượt lên trên được cái điểm 10 thì chúng ta cũng phải cân nhắc. Hoàn toàn có thể là có cái nhịp nhúng xuống test lại cái điểm 20 ở phía dưới này, quanh vùng giá tầm là 55. mươi à, 55 thì mình cũng theo dõi thêm. À, với ri à, ri thì hiện tại sức mạnh tốt hơn thị trường thì mình có thể theo dõi là nếu mà giữ giá làm nền lại quanh vùng tầm 55 tới 57 thì có thể cân nhắc mình tham gia. À, mình tham gia vào đoạn phía sau thế theo Hòa Phát thì ngày hôm nay Hòa Phát mặc dù tăng điểm với khối lượng thấp nhưng mà nhìn chung Hòa Phát vẫn đang thể hiện sức mạnh tốt kể từ khi mà nó vượt đỉnh cũ. À, đây là một kinh nghiệm em cũng nói rất là nhiều anh chị rồi. À, mua cổ phiếu này thì chúng ta xác định là chúng ta nên nắm giữ cổ phiếu. Bởi vì nếu mà xét về những cái yếu tố cơ bản thì Hòa Phát vẫn luôn là một trong những doanh nghiệp mà em đánh giá rất là cao rồi. Và cái thứ hai là về cái yếu tố kỹ thuật thì hiện tại Hòa Phát cũng đã vượt đỉnh cũ rồi. À, vượt đỉnh cũ ở vùng giá tầm 44.5 45.5. Hiện tại thì giá tầm 46.7 thì đó là một trong những cái lợi thế một trong những yếu tố mà cho thấy được hòa phát hiện tại đang là một trong những cổ phiếu khá là hấp dẫn à nhưng mà chung quy xét về hòa phát tức là xét về những cổ phiếu blue thì cái mức tăng giá sẽ chậm à nên khi mình tham gia thì mình à, nếu mà xác từ cầm trung hạn thì nó khá là ổn với cổ phiếu này bởi cái dư để tăng của nó em đánh giá là vẫn còn là vẫn còn chị ha tiếp theo là với một cổ phiếu khác là BLX thì chúng là BLX ngày hôm nay thì anh chị theo dõi cho em ngày hôm qua em có nói với anh chị rồi thì cái vấn đề là cổ phiếu này nó có khối lượng rất là cao nhưng mà giá nó chưa bước lên ngay được thì cho thấy được một cái điều là gì à, là cổ phiếu này nó có một cái lực bán phía trên cũng như là một cái động thái đến từ độ lái thôi họ tạo phó thôi à, tức là họ mua từ trái bán từ phải để cho giá cổ phiếu nó không à, tức là cái volume thì cao nhưng mà giá lại không tăng quá mạnh được à, nhưng mà bây đoạn này nó đang cho thấy cái lực nén khá là tốt ở à, đối với những cổ phiếu mà có cái lực nén tốt quá. à, ngày hôm qua nói với chị rồi cái phiên này là cái phiên cho thấy là cái nỗ lực tăng giá nó lớn hơn cái gọi tăng giá à, thì khả năng trong ngắn hạn có thể là sẽ chịu một cáp lực bán đến từ phía nhà từ cá nhân thấy không cái thanh khoản ngày hôm nay rất là cao lên tới 3,8 triệu cổ À, thì rõ ràng là, là thanh khoản ngày hôm qua cũng rất là cao 5 triệu cổ tức là những phiên gần đây hai phiên gần đây thôi thì thanh khoản đều cao gấp đôi trung bình 20 phiên đó là một trong những động thái khả năng cao là họ bên đấy có thể là họ đưa tức là họ đưa cái thanh khoản vào không muốn đẩy thanh khoản lên à, tương tự giai đoạn tác công trước đó gì đó tức là họ muốn đẩy thanh khoản lên tác công trước đó một ngày một triệu cổ thôi nhưng mà kể từ sau những cái phiên ở đây này, à, tầm à, từ ngày 10 tháng 14 à, ngày 14 tháng 10 Mà sau đó là gì là những cái quá trình mà liên tục là những cái nến tăng với khối lượng rất là cao và là thậm chí là những cái nến giảm với khối lượng cao à, đó là những cái động thái cho thấy là cổ phiếu này nó đang làm vol, đang làm vol thôi à, nhưng mà chị lưu ý cho nó dưới bên hết á đang xây nền lại thôi dự à, giá là quanh vùng giá tầm là 58 mươi biết này à, nếu mà có hàng thì lưu ý theo dõi tiếp và cái vùng hỗ trợ cứng phía dưới là cái vùng tầm là 57 à, nếu mà giá dựa trên mốc này thì mình theo dõi tiếp thôi à, nếu mà mất mốc này thì chị lưu ý là có thể cân nhắc à, mà chốt bớt một phần à, bởi vì lễ ha một trong những cái vụ lực nén khá là tốt là cổ phiếu AGG à, AGG phiên ngày hôm qua ngày 26 tháng ngày 26 tháng 2 là một phiên mà cho thấy cái lực nén tốt tức là một cái nến mà dù nó tăng không nhiều tăng chỉ khoảng 10, 0 11 thôi nhưng mà khối lượng nén lại rất là cao và tức là cho thấy được là có cái lực cầu nén ở phía dưới à, để đợi giá cổ phiếu cũng như là tạo von hấp thụ lại mua lại cái lượng hàng giá rẻ sau đó họ kéo lên ở giai đoạn phía sau này à, hiện tại thì đang giữ giá khá là tốt và cũng đã vượt đỉnh cũ rồi à, từ đó em đây vẫn là một cổ phiếu mà cái sức mạnh hiện tại đang tốt trên thị trường yeah. à, đó lý do vì sao mà em nói với anh chị cái cái quá trình mà chúng ta nhìn nhận những cái nến á, cũng như là về khối lượng nó rất là quan trọng và chúng ta hiểu được rõ là hiện tại à, cái vận động cổ phiếu thế nào để mình có thể mình tránh được những cái À, những cổ phiếu mà nó nó không đe, tuân theo những quy luật cung cầu cũng như là nó có những cái yếu tố nguy hiểm cho anh chị mình khi mà mình tham gia à, bao thì khá là yếu rồi bao thì mình nói rồi bao yếu hơn thị trường mình cũng nên hạn chế tham gia thôi à, khi mà tham gia thì mình cũng nên cân nhắc cái tỷ trọng và chúng ta chỉ tham gia khi nào mà cổ phiếu này có thể là vượt lại những cái vùng đỉnh cũ của nó à, đỉnh cũ hiện tại của ba là vùng giá tầm 13 3 và trong thực tế thì khối lượng hiện tại duy trì khá là đều nha à, nên nó cũng không có gì à, không có những cái diễn biến quá bất ngờ à, thì mình cũng theo dõi thêm cho em và cái vùng hỗ trợ cứng hiện tại cái bao phía dưới là vùng giá tầm 12.5 à, nếu chị đã có hàng thì lưu ý là nắm giữ trên tức là nếu mà giá giữ trên 12 5 thì follow tiếp được à, thủng xuống 2.5 thì có thể cân nhắc mình thoát ra mình canh mình cơ cấu sang mặt cổ phiếu khác hoặc là khi mà thị trường nó xấu thì mình có thể canh cơ cấu sang uh, nó một kênh đầu tư khác nhưng mà cũng theo dõi thêm thôi SBT thì hiện tại đang nhìn chung thì sau phiên ngày hôm qua tăng giá tốt thì ngày hôm nay đang giữ giá là quanh tham chiếu với khối lượng thấp à, Từ đây cũng không phải là phiên gì xấu rồi nhưng mà rõ ràng cổ phiếu này như em nói với chị thôi ngày mai tính đầu cơ cao à, nên khi mà mình tham gia cổ phiếu này thì phải cân nhắc về cái tỷ trọng của mình à, hạn chế tham gia quá nhiều nên chị thấy nhiên cổ phiếu đầu cơ mà tính đầu cơ cao thì thông thường cái quá trình tăng giá của nó nó sẽ cái quá trình giảm giá nó sẽ khá là nhanh khá là nhanh à, bởi vì đó nó, nó nó dẫn nó một cái hệ lệ là nhiều anh chị nhà đầu tư họ mua họ đu bám đây nè thì khi mà nó bán tháo xuống á, khi mà nó bán tháo xuống là rất nhiều anh chị nhà đầu tư phải bán ra à, thì phải bán ra thôi à, tiếp theo là về một cổ phiếu khác là KDH thì hiện tại đang trong quá trình hình thành lại thôi à, đang về là cái vùng hỗ trợ cứng nó phía dưới này à, là vùng giá tầm là 31 mươi ở phía dưới này thì ngay là tức có cái lực cầu đỡ lại cũng là cái điểm em một luôn à, cái điểm M100 luôn thì đối với em À, nhìn chung khang điên thì vẫn là một cổ phiếu mà cái vận động hiện tại cũng khá là tốt nhưng mà xét về cái sức mạnh giá thì nó nó đang yếu hơn thị trường à, đang yếu hơn thị trường à, thì chị lưu ý cho em cái quá trình vận động phía sau này nếu mà giá cổ phiếu này vượt lại lên cái kênh trên à, vượt lại kênh trên thì có thể cân nhắc mình tham gia à, mình tham gia thêm vào phía sau còn nếu có hàng thì lưu ý cái vùng hỗ trợ ha à, vùng ba một ở phía dưới à, tiếp theo là một cổ phiếu khác là Novaland thì như anh em nói với chị rồi Novaland thì đang trong cái quá trình gọi là gì à, đang trong cái quá trình nó hình thành là một cái có, có, một cái câu chuyện riêng của nó đây là một cổ phiếu mà nó là bao cung mà vì sao khối lượng rất đều nha khối lượng hầu như nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái yếu tố về ở à đây về giá giá giảm thì khối lượng cũng tăng cũng đều khối, giá tăng thì khối lượng cũng tăng cũng đều à, rất là giống nhau thôi nên khi mà mình tham gia những cổ phiếu này mình rất là khó để mình đánh giá chính xác khung cầu là gì mà thông thường đối với em một cổ phiếu mà chúng ta không hiểu rõ thì mình cũng hạn chế đầu tư à, thậm chí là mình chỉ nên đầu tư cổ phiếu này theo thông tin về cơ bản thôi à, nếu mà doanh nghiệp cơ bản tốt thì mình có thể đầu tư và mình nắm giữ với cổ phiếu này à, tiếp theo là về à, cổ phiếu khác là TCH nhìn chung là mình tính đầu cơ khá là cao à, TSH thì mình tính đầu cơ khá là cao À, nó khá là giống cổ SBT và cái quá trình mà giá nó diễn ra nó cũng rất là nhanh à, tăng thì cũng tăng trần liên tục nhưng mà giảm thì cũng có thể giảm sàn liên tục. À, thì đối với em những cổ phiếu này khi mà mình tham gia thì cái tỷ trọng rất là quan trọng mình phải tham gia một cái vừa phải thôi. Có thể mình vẫn chọn cái là nếu khẩu vị ro mình tốt thì có thể mình vẫn chọn à, mình, mình mình tham gia nhưng mà nhìn chung thì đối với em thì mình cân nhắc cái tỷ trọng, à, cân nhắc cái tỷ trọng ha. thứ là Vinh hơn thì mình nói rồi Vinh hơn trong cái quá trình xây là cái vùng tay cầm ở bên phải của nó thôi. Chị nào có hàng thì lưu ý cho em hỗ trợ cứng là hai ha à, giữ trên thì mình nắm giữ tiếp được có thể chờ điểm vượt giá tầm 106 để mua gia tăng à, với cổ phiếu này à, viết cũng như thế thôi à, với thì ngày hôm nay nhìn chung là phiên ngày hôm nay với nó có cái khối lượng tham gia trong phiên tốt nhưng mà về cuối phiên thì nó bị xìu à, bị xìu lại khi mà đã chạm kháng cự là tầm 135.1 À, 35.1 thì chị theo dõi cho em thêm cổ phiếu này chúng tôi hiện tại với rẻ hỗ trợ, hỗ trợ phía dưới khá là cứng nó vùng giá tầm 33 à, 33.1 để mà giữ trên mức này thì cũng khá là ok thôi hỗ trợ khá là cứng thì vẫn không quá lo nhiều không quá lo nhiều à, vì xác thì như em nói với anh chị rồi vì xét là một cổ phiếu mà À, xét về những cái dư địa tăng thì không quá nhiều, à, nhưng mà xét về cái sự hồi phục của nó, cái uh, cái sự kỳ vọng nó trong tương lai nó hồi phục trở lại khi mà nền kinh tế được khôi phục thì đó là một trong những động thái giúp cho giá cổ phiếu này, à, mặc dù là à, mặc dù là đi lên chậm nhưng mà cũng đi lên khá là đều, à, lên khá là đều. vinamilk ừ, thì em nói với chị ngày nào cũng nói rồi vinamilk là cổ phiếu biến động nên khi mà mình tham gia thì mình cũng phải nên lo, à, cân nhắc nhất định bởi vì bản chất là khi mà mình tham gia cổ phiếu này mình có thể bị găm vốn, à, có thể bị găm một khoản vốn bởi vì cái cái giá nó cao nhưng mà cái cái tốc độ tăng giá nó hầu như là không đạt được kỳ vọng nhiều nó không đạt được kỳ vọng nhiều thì mình cũng nên cân nhắc với cổ phiếu này chung thì chúng thì là một cổ phiếu cơ bản mà hầu như nền tảng cơ bản doanh doanh thu lợi nhuận năm nào duy trì rất là đều nha rất là đều tôi là một trong những cái tích cực đối với cổ phiếu này nhưng mà đối với em thì nó cái vận động nó nó yếu hơn thị trường à, cũng như là cái năm à, nay tính điều tiết thị trường thì mình tham gia thì mình sẽ rất là khó rất là khó để mình đánh thì đó là một số những cổ phiếu mà anh chị có thể lưu ý cũng như là chúng ta đưa ra những góc nhìn à, để chị có thêm à, có thêm những góc nhìn mà có đầu tư tốt hơn À, thì chị nào xem video thực thật, thật là bấm like video à, subscribe kênh đăng ký kênh đến chị chưa đăng ký ở phía dưới phần mô tả video này à, em có để một cái phần thông tin nữa chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng à, thì có thể kết bạn về qua số zalo này thậm chí là có thể điền cái thông tin ở phía trên này à, mình có thể bấm một cái đường link, link ở phía trên này nè à, sau đó chị điền thông tin vào đây thì sẽ có bạn mình hỗ trợ chị mình để tham gia đường vip à, thì đó là cảm ơn chị tham dõi video ha à, chúc anh chị buổi tối tốt lành và xin chào hẹn gặp lại chị ở những video kế tiếp